Chương thứ tư, cao trào phục hưng giáo hội và những chuyển biến lịch sử. Như tôi đã có dịp trình bày cùng quý độc giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngay từ lúc khởi đầu đã trải qua những giờ phút hết sức khó khăn. Nếu không có sự gìn giữ và bảo hộ của Chúa thì chắc chắn không thể nào đứng vững giữa năm 1941 và năm 1942. Quân đội Nhật đổ bộ ở Lạng Sơn nên gây nhiều biến chuyển mới, cần sự có mặt của tôi ở Hà Nội, nên tôi phải rời Thanh Hóa để trở về, dù công việc Chúa nơi đây đang tiến triển rất khả quan. Trong giai đoạn này, công tác hội thánh tại Bắc Hạt vẫn được tiến triển đều đặn. Nhiều hội đồng phục hưng liên tiếp tổ chức khắp nơi. Tôi tha thiết cầu xin Chúa giúp đỡ để có thể vừa phát triển vừa củng cố hội thánh, nuôi dưỡng tinh thần anh em tín hữu bằng linh lực để có đủ khả năng ứng phó với những khó khăn của tình thế. Trong khi chúng tôi đang dốc toàn lực cho miền Bắc, thì ngày 10 tháng 2 năm 1942, tôi bỗng nhận được thư của mục sư Kiều Công Thảo, chủ nhiệm Nam Hạt, mời tôi vào giảng cho hội đồng Nam Hạt nhóm tại Cần Thơ, thay cho hội trưởng mục sư Lê Đình Tươi thọ bệnh bất ngờ. Thoạt tiên tôi nghĩ là không thể đi được, vì hai lẽ: thứ nhất, tôi không thể rời Bắc Hạt trong lúc ấy; thứ hai, tôi chưa chuẩn bị và không biết ý Chúa muốn mình nói những gì với hội đồng. Và đại ngày 14 tháng 2 năm 1942, tôi phải có mặt tại Cao Bằng để giảng bố đạo và phục hưng tại đó, nên tôi trả lời là không thể đi được. A. Thời kỳ phục hưng toàn diện. A nhỏ, khải tượng trong chiêm bao. Sau khi khởi điện văn từ chối không thể đến Cần Thơ, tôi liền nhận được một điện tín khác từ Nam Hạt gửi ra, nội dung hết sức ép nài, mong mỏi tôi đến bằng mọi cách. Các giáo sĩ và mục sư tại Hà Nội cũng khuyên giục tôi nên đi, không thể làm cách nào khác hơn. Tôi liền trải bức thư của ông chủ nhiệm Nam Hạt trên giường ngủ để cầu hỏi ý Chúa và xin Chúa giúp tôi quyết định hiệp ý muốn Ngài. Đêm ấy, trong giấc ngủ, tôi nằm chiêm bao. Khải tượng trong giấc chiêm bao ấy là sự dạy dỗ của lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký chương 46 câu 4, giúp tôi có quyết định hợp lý là đi. Cũng xin nói thêm là ngay khi mới bắt đầu chức vụ, tôi đã sắm sẵn một cái hộp trong đó có đựng 365 câu kinh thánh được chép trên 365 miếng giấy nhỏ, có đề ngày tháng cẩn thận, để dùng làm kim chỉ nam cho trọn năm. Tôi rút một miếng giấy nhỏ trong một hộp giấy và đọc kỹ những lời này: chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Sáng Thế Ký chương 14 câu 4. Căn cứ vào ý nghĩa của câu kinh thánh này, tôi gửi ngay điện tín cho ông mục sư Kiều Công Thảo. Tôi sẽ đến Cần Thơ ngày 20 tháng 2 năm 1942. Câu chuyện về giấc chiêm bao trên đây ít lâu sau được đăng tải trên vài tờ báo Anh bên Mỹ, rồi một tờ báo Pháp cũng tường thuật lại với nhan đề Le Zéve du Pasteur Thái. Sở dĩ một giấc mơ thông thường như vậy được loan đi khắp nơi trên thế giới, vì chính đó là khởi điểm của một biến động do Chúa cho phép xảy ra để giúp đức tin tín đồ và nuôi sống hội thánh miền Bắc từ năm 1942 đến đầu năm 1946. Để tiện việc nghiên cứu, tôi xin dịch bài báo Pháp trên đây đăng trong tờ Christianism, số ra vào ngày 20 tháng 9 năm 1945. Chiêm bao của mục sư Thái. Chiêm bao của mục sư Thái mới nghe như nhan đề của một câu chuyện đời xưa thường kể vào buổi tối, nhưng đây là một câu chuyện thật. Chúng tôi muốn thuật lại mục sư Thái hành chức tại Hà Nội và là một trong các vị mục sư cao niên nhất của Hội Thánh Việt Nam trẻ trung mà độc giả của báo này từng quen biết. Khi nước Nhật khai chiến với Hoa Kỳ, các hội thánh xứ Đông Dương đang chuẩn bị tổ chức hội đồng thường niên tại Việt Nam, mục sư Tươi, hội trưởng Tổng Liên hội, được cử làm chủ tọa
và lãnh trách nhiệm triệu tập và chủ tọa hội đồng. Chẳng may mục sư Tươi mắc bệnh nên ban trị sự ngỏ lời mục sư Thái xin ông vui lòng đảm nhận trách nhiệm ấy. Tình hình lúc ấy thật là nghiêm trọng, nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Hội thánh là thành quả của công lao các giáo sĩ Hoa Kỳ sắp phải trải qua những giờ khủng khiếp dưới quyền người Nhật. Mục sư Thái cảm thấy mình không đủ khả năng bèn từ khước. Ban trị sự cố nài, mục sư Thái ngần ngại chưa dám quyết định. Một đêm, ông thấy chiêm bao, ông thấy mình đương giảng trước hội đồng. Khi ông đang giảng, một thanh niên đứng dậy, cởi áo choàng để trên bàn mà rằng: "Tôi xin dâng món này cho công việc Chúa ở Bắc Việt." Tức thì một thiếu phụ cũng đứng dậy tiến về phía bàn, gỡ đôi bông tay vàng mà đặt trên bàn và nói: "Tôi xin dâng món này cho công việc Chúa ở Bắc Việt." Sự cảm kích làm cho mục sư thức giấc, và đến sáng sau khi cầu nguyện, ông nhận lời của ban trị sự. Trên đường về, mục sư Thái ghé lại dự hội đồng địa hạt Trung Việt. Ông cũng giảng cho hội đồng và cho trường kinh thánh Turin. Cả hai nơi đều có một số người tự động dâng hiến những lễ vật. Mục sư trở về Hà Nội với 4 vali đầy. Những lễ vật này chính là một phần cứu trợ lớn lao cho hội thánh Bắc Việt trong 2 năm trường gian khổ. Có phải bao giờ Đức Chúa Trời cũng dùng chiêm bao này để tỏ ý muốn Ngài và dẫn đường chỉ lối cho ta không? Chắc là không, nhưng câu chuyện ngắn từng chi tiết đã chứng tỏ rằng các chuyện tích trong Kinh Thánh phù hợp với kinh nghiệm của loài người đến mực nào. Hoài nghi những việc đã xảy ra cho các nhân vật trong Thánh Sử, trong khi Đức Chúa Trời vẫn còn tái diễn những việc ấy cho những người đồng thời với ta, thì thật là khinh bạc biết là chừng nào. Chi Dibu, trích dịch báo Ni Christian Nis, ra nhằm ngày 20 tháng 12 năm 1946. Sau khi gửi điện tín cho mục sư chủ nhiệm Nam Hạt, tôi sửa soạn để đi giảng phục hưng bố đạo ở Cao Bằng, tổ chức liên tiếp 2 ngày 14-15 ngày 2 tháng 9 tháng 2 năm 1942. Ngày 16 tháng 2 tôi đến La Sầm. Tại đây tuy chưa có hội thánh nhưng đã có một phòng đọc sách và một người tín đồ là ông Phán Hỏa, là trưởng ty quan thuế, mới tin Chúa nhưng rất sốt sắng. Việc nhóm họp hàng tuần, hoặc mục sư từ Lạng Sơn đến, hoặc chúng tôi từ Hà Nội lên. Theo chương trình, tôi định đến tối ngày 16 tháng 2 nhóm tại hội thánh Lạng Sơn, và sáng ngày 17 tháng 2 từ Lạng Sơn về Hà Nội để đáp chuyến xe lửa tối hôm ấy vào Sài Gòn. Ngày 19 tháng 2 và đến Cần Thơ đúng ngày 20 tháng 2 năm 1942. Tôi cố gắng áp dụng đúng theo thời khắc biểu đã hoạch định, nhưng vào giờ chót suýt chút nữa chương trình đã hỏng vì một tai nạn nhỏ. Nếu không có sự can thiệp của Chúa thì không thể nào tôi đến Cần Thơ đúng ngày. Số là 6 giờ sáng ngày 16 tháng 2, tôi bỏ Cao Bằng để đến La Sầm. Định trưa, sau khi nhóm thờ phượng Chúa với anh em xong, tôi sẽ đáp xe lửa từ La Sầm về Lạng Sơn để nhóm tối. Nhưng sau khi giảng và thăm viếng anh em, ra đến ga thì chuyến xe lửa chót đã chạy rồi. Xe hơi cũng hết. Không thể làm cách nào khác hơn, tôi liền mượn một xe đạp của tín đồ để theo đường tắt về ga Kỳ Lừa, hy vọng đón được xe lửa. Đó là phương cách duy nhất khả dĩ giúp tôi thành công. Muốn đến Kỳ Lừa phải vượt qua một khoảng đường rừng với nhiều đồi núi. Không may chiếc xe đạp quá cũ, hành lý cồng kềnh, khi xuống dốc xe đứt thắng đâm vào núi. Tôi bị thương ở đầu và cánh tay, nằm bất tỉnh giữa rừng. Khi tỉnh dậy, nhớ lại cảnh trạng vừa xảy ra, tôi thấy hơi thất vọng vì xe lửa chắc đã đi lâu rồi. Ngồi một hồi lâu, tôi cột lại hành lý, xe đạp hư không đi được, đành phải dắt xuống núi. Đang khi đi, tôi bỗng nghe tiếng còi xe lửa. Mừng quá, tôi cố vác xe đạp và hành lý lên vai chạy đến xe lửa thì trời vừa tối. Lên xe, tôi vừa thở vừa hỏi thăm mới hay.
Đáng lẽ chiếc tàu này đã qua khỏi đây 1 giờ rưỡi rồi, nhưng vì bị hỏng máy nên phải nằm ở ga Đồng Đăng 1 giờ rưỡi để sửa chữa. Tôi lớn tiếng ngợi khen Chúa vì biết chắc rằng Chúa đã giữ con tàu này lại cho tôi. Chúa đã cứu mạng sống tôi khi gặp nạn và Ngài chuẩn bị mọi phương tiện cho tôi đi. Nhờ đó tôi đến Lạng Sơn kịp buổi nhóm. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1942, tôi về Hà Nội, rồi tối hôm đó tôi đáp xe ngựa vào Sài Gòn. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 1942, tôi đến Sài Gòn và đi ngay xuống Cần Thơ để kịp dự hội đồng Nam Hạp vào ngày 20 tháng 2 năm 1942 như đã hoạch định. Hai nhỏ, lửa thánh linh bùng cháy. Quang cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày đại hội cùng với vẻ tươi vui trong niềm tin yêu Chúa của toàn thể mục sư, truyền đạo và tín hữu làm cho lòng tôi thêm phấn khởi. Chiều hôm đó, ngày 19 tháng 2 năm 42, tôi dành thì giờ biệt riêng cầu nguyện trong phòng. Tâm trí tôi xoay chung quanh hình ảnh con nửa con của con lửa cái đưa Chúa đi giữa sự hoan hô của đoàn dân đông. Tôi tự nhiên nhận thấy mình đơn sơ như con nửa con và tôi đã cúi đầu thầm nguyện. Lạy Chúa, nếu Chúa dùng, xin Ngài ngự vào lòng con, cho con những ý tốt đẹp và những lời đầy ơn để nói với hội đồng, hầu cho danh Chúa được vinh hiển. Trong đêm tối, ý tưởng trên đây quấn quýt lấy tôi. Tôi không ngớt cầu xin Chúa. Con là con nửa ngây dại, nhưng xin Chúa dùng con trong dịp này để tôn cao danh Ngài. Hội đồng qua một ngày với nhiều phước hạnh, phần đông là ăn nuốt lời Chúa cách sốt sáng lạ thường. Chiều hôm sau là giờ nhóm riêng cho thanh niên. Tôi dùng Thi Thiên 119 câu 9 để làm nền tảng cho bài giảng. Chúa giúp tôi khai thác sâu rộng ý nghĩa của tiêu đề: phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch. Giải đề cho tiền đề trên là: phải cẩn thận theo lời Chúa. Mục đích của bài giảng này nhằm khuyến khích thanh niên đọc lời Chúa và vâng giữ lời Ngài. Bổ túc cho giải đề của tiền đề là tiêu đề của vua David: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội cùng Chúa. Trong khi tôi đang giảng thì có một thanh niên đứng lên khỏi ghế mình, tiến về phía tòa giảng, nước mắt trào ra, cởi áo ngoài đặt lên bàn và nói: vì công việc Chúa tại Bắc Hà, tôi xin dâng vật này. Tiếp đến là một thiếu phụ tiến về phía tòa giảng, vừa đi vừa khóc, cởi đôi bông tai để lên bàn và lặp lại câu nói của người thanh niên: vì công việc Chúa tại miền Bắc, tôi xin dâng vật này. Không phải như câu chuyện vua Nebuchadnezzar thấy chiêm bao rồi quên hẳn đi như đã được chép trong Daniel đoạn 2, nhưng sự thật tôi đã quên lửng những gì tôi đã thấy trước khi vào dự hội đồng. Bây giờ thái độ hành động của thanh niên và thiếu phụ này bỗng nhắc tôi nhớ lại một đoạn phim đã được xem qua trong giấc mơ. Những người bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Đây chính là những người tôi đã thấy trong khải tượng. Tiếp đó, người cởi giày, kẻ cởi áo, bông tai, đồng hồ chen lấn nhau tiến về phía tòa giảng để dâng vật tốt nhất mà mình đang có cho công việc Chúa ở miền Bắc. Trong số những người dâng trên đây có bà giáo sĩ D.I. Jeffrey dâng một cái đồng hồ đeo tay rất quý giá. Những tặng vật trên đây tôi giao cho một ủy ban kiểm kê và lập phiếu trình gửi ra Hà Nội. Sau cùng, chúng tôi phải dùng 2 vali lớn mới đựng hết những món đồ cứu trợ này. Sau hội đồng Cần Thơ, tôi ra thăm các hội thánh Trung Hạt và giảng cho hội đồng linh tu tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 2 năm 42, tôi dùng Ê-phê-sô chương 3 câu 14 câu 19 làm nền tảng cho bài giảng: đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Bỗng nghe có tiếng khóc từ các hàng ghế nổi lên rồi lần lần lan rộng khắp nhà thờ. Một cô truyền đạo trẻ tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi tiến về phía tòa giảng, vừa khóc vừa tháo đôi bông tai đặt lên bàn, nói mà trong màn lệ:
tôi xin dâng vật tốt nhất mà tôi có để góp phần hầu việc Chúa ở Bắc Hải. Quang cảnh cảm động khóc nóc giữa hội đồng Cần Thơ mấy hôm trước đây bây giờ lại tái diễn tại hội đồng Đức Phổ. Tôi sững sờ không biết nói gì khác hơn là lức lòng ngợi khen quyền năng cao cả của Chúa Thanh Ninh. Từng loạt người đứng lên chen lấn nhau trong tiếng khóc, những đôi giày, những cái khăn, cái áo, những đồng hồ, nón nỉ, vali được toàn thể anh em tín hữu tình nguyện dâng hiến cho công việc Chúa tại miền Bắc. Chúa đang dục giả lòng anh em, tất cả đều nôn nả sốt sắng, lửa Thanh Linh cuồn cuộn dâng cao, tình yêu thương thật tràn ngập tâm hồn mọi người. Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 42, tôi giảng tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Chúa nhắc nhở tôi một đoạn Kinh Thánh ngắn trong thư Nhì Timôthê chương 1 câu 13-14. Rồi tôi dùng hai câu Kinh Thánh này để làm nền tảng cho bài giảng. Chúa giúp đỡ tôi khai triển đầy trọn ý nghĩa mệnh đề sau đây: hãy lấy lòng tin mà yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích. Tôi đã trình bày với tất cả nhiệt tình, lời Chúa do đó đã đâm thấu vào lòng toàn thể anh chị em sinh viên, học sinh, cũng như tại hội đồng Linh Tu Đức Phổ. Trong khi tôi đang giảng, bỗng có tiếng khóc từ giữa lễ đường vang lên. Rồi một học sinh đứng dậy tiến về phía tòa giảng, cởi chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, vừa khóc vừa nói: tôi dâng vật này để góp phần hầu việc Chúa tại Bắc Hải. Tiếp theo đó, người này vừa đi xuống, người khác tiến lên, kẻ dâng đôi giày, người dâng cái nón, kẻ dâng chiếc nhẫn cưới, người dâng chiếc vòng hứa hôn, có người lại chạy ngay về phòng trọ mang cây đờn, người khác lại mang chiếc vali và cả những bộ quần áo đem dâng cho Chúa. Đức Thanh Linh làm việc rất lạ, đến nỗi người cư ngụ gần trường Kinh Thánh có dịp vào nghe giảng cũng cảm động, chạy về nhà lấy tiền bạc và đồ vật đến dâng. Ánh mắt ngời lên trong một niềm tin yêu, thông cảm hết sức đậm đà. Trong giờ phút vui mừng tột độ ấy, tôi không biết làm gì khác hơn cúi đầu thầm nguyện: lạy Chúa, xin Chúa làm việc theo thánh ý Ngài. Sau đó tôi giao cho một ủy ban lo kiểm kê các tặng vật, niêm phong cẩn thận và gửi ra Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 42, chương với một bản kê khai đầy đủ các món đồ đã dâng, như tôi đã làm mấy hôm trước ở Cần Thơ và Đức Phổ. Ngày hôm đó, ngày 27 tháng 2 năm 42, cũng là ngày tôi lên xe lửa về Hà Nội. Đến sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 42, sau khi thờ phượng Chúa và giảng Kinh Thánh, tôi bắt đầu tường thuật cho Hội Thánh Hà Nội nghe những biến động trong cuộc hành trình vào Nam vừa qua của tôi, những việc lạ lùng Chúa đã làm ở Cần Thơ, Đức Phổ cũng như ở trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Tức thì có một luồng điện mạnh chạm vào lòng tất cả những con cái Chúa đang dựng nhóm trong nhà thờ. Tâm hồn họ như tan vỡ và bừng cháy bởi sự kính mến Chúa và tình yêu thương linh hồn đồng bào. Những tiếng ngợi khen Chúa vang lên hòa lẫn trong tiếng khóc, sự xúc động dâng trào mãnh liệt có thể bảo lửa Thanh Linh đã phát khởi ở Cần Thơ, rồi sau đó cháy lan ra khắp các miền Đức Phổ, Đà Nẵng, rồi đến Hà Nội một cách hết sức nhanh chóng. Đa số anh em tín đồ đều nôn nóng muốn nhìn tận mắt những vật mà các con cái Chúa khắp nơi đã dâng, nên chúng tôi tổ chức một buổi nhóm ngay vào tối hôm đó. Để có thể sắp xếp và kê khai đầy đủ, chúng tôi đề cử ngay một ủy ban để lo kiểm điểm những vật từ các nơi gửi về, để riêng ra từng loại và ghi rõ xuất xứ ở Cần Thơ, Đức Phổ hay Đà Nẵng, sau đó bày tất cả những của dâng ấy lên tòa giảng. Tối nhóm lại, sau khi hát thánh ca và cầu nguyện, tôi thuật lại một lần nữa chuyến đi Lam của tôi với những chi tiết đầy đủ hơn. Tôi nói rõ cho Hội Thánh biết lý do tại sao tôi phải vào Lam và những gì đã xảy ra lúc chuẩn bị, khi đi cũng như lúc trở về. Hội Thánh biết sơ lược về việc Hội trưởng Mục sư Lê Đình Tươi đau, nên tôi nói thêm là lần thứ nhất ông chủ nhiệm Nam Hạt gửi điện tín mời tôi đến chủ tọa và giảng cho hội đồng thay cho Mục sư Lê Đình Tươi, nhưng tôi không muốn đi và gửi điện văn từ chối. Nhưng một điện tín khác
lại gửi ra với nội dung rất thành khẩn. Thêm vào đó, các mục sư truyền đạo lại khuyên giục tôi nên đi. Không biết phải quyết định ra sao, tôi bèn đem việc ấy trình bày với Chúa và xin Chúa cho tôi biết ý định của Ngài. Kết quả sau khi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và chờ đợi, tôi đã nhận được khải tượng lạ lùng của Chúa. Chúa cho tôi thấy chiêm bao. Trong chiêm bao, tôi thấy mình đang giảng cho hội đồng. Trong khi đang giảng, bỗng có một chàng thanh niên tiến về phía tôi, vừa đi vừa khóc nức nở. Anh cởi chiếc áo ngoài đặt lên bàn rồi nói giọng nghẹn ngào: "Tôi xin dâng vật này để góp phần vào sự hầu việc Chúa tại Bắc Hạt." Người thanh niên vừa quay hoắt trở xuống thì một thiếu phụ tiến lên cởi đôi bông tai và đặt lên bàn, nói trong màn nệ: "Tôi cũng xin dâng vật này để dùng vào công việc Chúa tại Bắc Hạt." Tiếp theo đó, nhiều người khác chen lấn nhau đem dâng cho Chúa những vật tốt nhất mà mình hiện có. Khi tỉnh giấc, tôi không chú ý về những việc đã xảy ra trong chiêm bao. Sau đó, những ngày kế tiếp vì công việc bận rộn nên tôi quên phớt đi. Mãi đến khi vào Cần Thơ, tôi giảng cho hội đồng chứng kiến việc làm của chàng thanh niên và thiếu phụ trên đây. Tôi liền nhớ lại đúng là dáng điệu của hai người mà tôi đã thấy trong chiêm bao. Từ quang cảnh hội đồng đến màu áo và ngôn ngữ của họ đều y hệt. Chẳng khác nào tôi được xem lại khúc phim chiếu lại lần thứ hai. Khi thuật chuyện, tôi cầm cái áo của chàng thanh niên và đôi bông tai của thiếu phụ đưa cao lên cho mọi người thấy. Tức thì một biến động xảy ra ngay trong lúc đó. Hội chúng đồng loạt khóc to lên vì cảm động, và một số người nhận được sự thúc giục mãnh liệt của Chúa nên cởi nào áo, bông tai, vàng vòng, bút máy, đồng hồ, tiền bạc đem dâng cho Chúa để phát triển công việc nhà Ngài. Thậm chí có cả những cụ già sẵn sàng hiến cả cây gậy, chiếc dù đang cầm trên tay. Lúc đó đang còn lạnh nhưng vẫn có người hăng hái dâng luôn cả tấm áo ngự hàn độc nhất của mình bất chấp mưa sa gió lạnh. Tinh thần cương quyết hy sinh cho công việc chung đồng một lúc lan tràn từ Bắc chí Nam. Thánh Linh thật sự thăm viếng từng cá nhân tín đồ. Ngọn lửa yêu thương ngùn ngụt dâng cao. Có thể vào đây chính là giai đoạn vàng son nhất, phước hạnh nhất trong lịch sử giáo hội. Sự hợp nhất của toàn thể tín hữu ba miền hoàn toàn tự nhiên, không màu mè, không giả tạo. Mọi người, không ai nhìn ai mà tất cả đều nhìn về một hướng, theo đuổi chung cùng một mục đích, với cùng một ý thức, trách nhiệm và phải làm thế nào giao truyền lời sự sống cho toàn cõi Việt Nam. Trong một thời gian ngắn nhất, quyết tâm đó của toàn thể tín hữu đã được thể hiện bằng những hành động tiêu biểu sau đây của Hội Thánh Hà Nội. Số là sau khi nhận được những tặng phẩm từ các nơi gửi về để cứu trợ cho công việc Chúa tại miền Bắc, Hội Thánh Hà Nội liền phát động phong trào mua các vật đã dâng để tặng lại cho người dân. Tín hữu khắp các vùng lân cận đều nhiệt liệt hưởng ứng. Họ sẵn sàng tranh nhau mua những món đồ rất tầm thường với giá rất đắt. Nhờ đó, Hội Thánh có được một ngân quỹ tương đối dồi dào để cung ứng cho những đòi hỏi cấp thiết của tình hình. Công việc bán đấu giá lạ lùng này phải kéo dài nhiều đêm mới xong. Mọi người hăm hở chen lấn nhau, mong mỏi sao cho hành động của mình được gần với những tấm lòng đã hy sinh vì công việc Chúa, nhất là chiếc áo của chàng thanh niên, đôi bông tai của cô truyền đạo Đức Phổ và chiếc đồng hồ đeo tay của bà Redface. Ai ai cũng muốn giành nhau mua cho kỳ được. Rốt lại, một bà cụ giàu lòng bác ái đã trả một số tiền cao nhất để nhận chiếc áo của chàng thanh niên. Bà rất sung sướng đối với nghĩa cử cao đẹp của mình. Và liền sau đó, bà gửi tặng chiếc áo đó lại cho chàng thanh niên trên đây. Thật Chúa đã dùng chàng thanh niên này để khơi mào cho công cuộc phục hưng lớn trong toàn cõi Việt Nam. Có thể bảo lửa Thánh Linh đã ngún cháy tại Cần Thơ, lan rộng ra miền Trung và cuối cùng bốc cháy mãnh liệt tại Hà Nội. Chính chàng thanh niên trên đây vì sau đã trở thành một mục sư đầy ơn và đã làm đoàn trưởng thanh niên trong nhiều năm. Trong khi tôi viết những dòng này thì mục sư đang là chủ tọa của một hội thánh lớn tại miền Nam. Khi giai đoạn bán đấu giá vừa xong, đến giai đoạn giao hoàn tặng vật cũng được phát động hết sức sôi nổi.
của ai đã dâng đều được tặng lại đúng cho người ấy, nhưng có ít món đồ không được chú ý. Sự kiện này lại gây một biến động lớn và sâu rộng trong toàn thể hội thánh Tin Lành Việt Nam. Người này truyền miệng cho người kia những việc lạ lùng mà Chúa đã làm. Chẳng bao lâu, tất cả tín hữu từ thành thị đến thôn quê đều biết rõ người dâng món đồ trong trường hợp đặc biệt nào và người mua để tặng lại ra làm sao. Khi nghe câu chuyện này, ai nấy đều hết lòng ngợi khen Chúa. Bắt đầu từ đó, mọi người hết lòng, hết sức góp phần hầu việc Ngài. Lúc bấy giờ, Bắc Hạt có 19 chi hội kể từ Thanh Hóa đến Cao Bằng, nhưng chỉ có 2 chi hội tự trị tự lập là Hà Nội và Nam Định. Những chi hội còn lại do hội truyền giáo trợ cấp. Đến năm 1942, quân đội Nhật tràn sang Đông Dương và các giáo sĩ lần lượt bị đưa vào trại giam ở Mỹ Tho. Tiền tiếp tế hàng tháng bị đình chỉ. Do đó, 17 chi hội tân lập không được trợ cấp nữa. Về phương diện tài chính thì lúc bấy giờ Bắc Hạt yếu kém hơn các hạt khác vì phần đông các hội thánh đều mới mở. Tinh thần tương trợ tiếp tục lan rộng. Do biến động này, các hội thánh Chúa ở miền Nam, Trung và Bắc đồng loạt thức tỉnh, tất cả đều ý thức được trách nhiệm của mình là phải làm sao cho hội thánh được tự trị tự lập cách bền vững. Trong dịp này, một số con cái Chúa ở Nam và Trung Hạt được Thánh Linh cảm thức nên vui lòng dâng một số tiền hàng tháng để cung cấp cho các mục sư truyền đạo ở miền Bắc trong suốt thời gian gần 4 năm kể từ tháng 6 năm 42 đến tháng 4 năm 46. Trong giai đoạn này, hội truyền giáo mới bắt đầu trợ cấp trở lại, trong khi tín đồ ở Nam và Trung Hạt cố gắng giúp đỡ công việc Chúa tại miền Nam thì tín đồ Bắc Hạt lại càng cố gắng bội phần hơn. Đối với họ, số tiền 1/10 quá ít nên đã bằng lòng dâng từ 15-20% hoặc hơn nữa để giúp đỡ cho các tôi tớ Chúa. Thậm chí có người khi khấu trừ các chi phí cho gia đình đem dâng tất cả số tiền còn lại để phát triển hội thánh. Và lại, tinh thần của mục sư truyền đạo lúc bấy giờ rất cao, bằng lòng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để duy trì hội và giao truyền Tin Lành. Mẫu đối thoại ngắn sau đây có thể xem như là một điển hình cho sự quyết tâm ấy. Có một truyền đạo trẻ nhận được thư mẹ từ miền Trung gửi ra. Trong đó có câu: mẹ nghe vợ chồng con và các cháu khổ, mẹ thương lắm. Mẹ không muốn cho con và các cháu đói khổ. Con đem các cháu về đây mẹ nuôi, Chúa cho nhà ta cũng đủ ăn. Ông truyền đạo này liền viết ngay một phúc thư cho mẹ. Thưa mẹ, con đọc thư mẹ, con rất cảm động. Biết mẹ rất thương vợ chồng con và các cháu, nhưng con không thể bỏ hội thánh mà về. Chúa thương chúng ta mẹ. Hội thánh ở đây thương chúng con và chúng con thương hội thánh. Hai bức thư trên đây tôi được hân hạnh đọc trước bữa ăn tối tại Tư Thất Hà Nội. Tôi rất cảm động, do đó quyết định kiêng ăn bữa tối hôm ấy, dùng thì giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa về tinh thần của các mục sư truyền đạo của toàn thể tín hữu trong những giờ phút khó khăn đen tối nhất lịch sử giáo hội. Đến tháng 2 1944, Hội đồng Bắc Hạt được tổ chức họp tại Thái Bình và mục sư Kiều Công Thảo, chủ nhiệm Nam Hạt, là giảng giả. Lúc bấy giờ, nền kinh tế tại miền Bắc bị khủng hoảng kinh khiếp, nạn đói thường xuyên đe dọa mọi người. Chính vì thế mà hội thánh miền Bắc phải trải qua những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nếu không có sự che chở và đùm bọc bởi ơn thần hữu của Chúa thì không thể nào đứng vững và tồn tại cho đến ngày nay. Sự kiện ấy chẳng những làm cho người đời ngạc nhiên mà ngay cả các đầy tớ Chúa cũng phải lấy làm lạ. Trong thời giờ biệt riêng nhóm với các mục sư truyền đạo miền Bắc, ông mục sư Kiều Công Thảo đã thành thật bày tỏ sự thắc mắc của mình. Ông nhìn thẳng các vị mục sư truyền đạo rồi nói: tôi có một sự khó hiểu, xin hỏi thật anh em. Lúc còn ở trong Nam, tôi nghe ngoài Bắc đói khổ và thiếu thốn lắm. Tôi đã hết sức khuyên hội thánh trong Nam dâng tiền giúp hội thánh ngoài này. Nhưng khi ra đến đây, tôi thấy tất cả anh em đều khỏe mạnh, quần áo đàng hoàng quá, khiến tôi không hiểu tại sao. Có một mục sư vui vẻ đứng lên trả lời:
Cảm ơn Chúa, câu hỏi của ông rất đúng. Chúng tôi cũng tự hỏi như vậy, vì không biết tại sao chúng tôi có thể sống và có đủ đến ngày nay. Nghe sự trình bày của người bạn không đủ yếu tố để làm cho người ngoại cuộc có thể hiểu được, tường tận. Một mục sư khác đứng lên tường thuật lại cách thức mà Chúa dùng để nuôi gia đình mình với một giọng cảm động như sau. Một ngày kia, gia đình tôi không còn gì để ăn. Chúng tôi không biết nhờ đâu để có gạo ăn qua ngày. Đám con chúng tôi đói nã. Đến trưa, không biết phải làm cách nào khác hơn. Chúng tôi đi cầu nguyện. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Khách của chúng tôi là một bà tín đồ từ tỉnh khác. Theo bà, có một người với một gánh nặng trên vai. Gặp chúng tôi, bà nói ngay: "Tôi có chút việc qua đây, nhân tiện ghé thăm ông bà, mừng rỡ và cảm tạ ơn Chúa. Trong suốt 2 ngày qua, gia đình tôi sống bởi gánh bún mà Chúa đã sai, còn quả của Eli ngày xưa và của chúng tôi ngày nay mang tới." Rồi ông chỉ ngay vào mình và nói: "Như bộ đồ tôi đang mặc đây cũng do một con quạ khác đem đến 2 tuần lễ trước." Buổi nhóm họp bỗng trở thành một cuộc làm chứng đầy ơn. Các vị mục sư truyền đạo hiện diện luân phiên nhau thuật lại sự giúp đỡ, nuôi dưỡng của Chúa đối với gia đình mình. Những con quạ của Đức Chúa Trời luôn luôn đến kịp lúc để giải tỏa những khó khăn và cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống ngoài sức tưởng tượng của họ. Chúng tôi vui mừng nhìn nhau hát Hallelujah ngợi khen Chúa. Ngài đã dự bị cho hội thánh xưa cũng như nay một đàn quạ tiếp trợ, chứ không phải một đàn quạ chỉ chuyên tìm xác chết. B. Cuộc hành trình lịch sử sau cuộc cách mạng 1945. Bắt đầu giữa năm 1945, tình hình đất nước trở nên sôi động vì những chuyển biến bất ngờ. Âm vang của cuộc chiến tranh tại Việt Nam không còn ở trong phạm vi quốc nội, trái lại ngày càng lan rộng các quốc gia láng giềng vì ảnh hưởng cuộc tranh chấp quốc tế giữa chủ quyền phát xít và chủ nghĩa tự do của phe đồng minh. Do đó, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một lần nữa lại phải đối đầu với những khó khăn mới, trong đó vấn đề liên kết hay không liên kết. Lúc bấy giờ, tôi và toàn thể vị mục sư trong ban trị sự Tổng Liên Hội hết sức lo lắng vì nhận thấy Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang bị đặt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, có nhiều điều nâng đỡ đức tin chúng tôi trong những hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi và toàn thể tín hữu mới thấy rõ sự bảo vệ trọn lành của Chúa. Chúa không bao giờ để cho Hội Thánh Ngài bị xa lầy nếu chúng ta thật sự quyết tâm nhờ cậy Ngài. Một hội kiến tại Bắc Bộ Phủ. Sau 2 vụ nổ bom nguyên tử tại Okinawa và Nagasaki, ngày 15 tháng 8 năm 1945, nước Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chế độ quân Việt suy tàn cùng với giấc mộng thôn tính toàn cõi Đại Đông Á của con cháu Thái Dương Thần Nữ. Nhân cơ hội này, ngày 23 tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh đứng lên cướp chính quyền trong tay người Nhật. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại công viên Ba Đình, ông Hồ Chí Minh với tư cách chủ tịch đã tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Thế là lịch sử quốc gia bắt đầu một giai đoạn mới với những thể chế khác biệt hơn. Trong những ngày đầu, toàn dân hân hoan để chào mừng chiến thắng. Cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập kể như đã thành công. Lúc bấy giờ, cũng như những đoàn thể tôn giáo khác, vào ngày 8 tháng 9 năm 1945, tôi cùng ông mục sư Trần Văn Đệ và ông Bùi Hoàng Thử đại diện cho Hội Thánh Tin Lành đến chào mừng cụ Hồ tại Bắc Bộ Phủ. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên với vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vấn đề sau đây đã được đem ra thảo luận. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có nên lập Tin Lành Cứu Quốc hay không? Và các nhà thờ Tin Lành có phải treo cờ hay không? Ngay từ phút đầu, cụ Hồ Chí Minh đã nhìn thẳng vào tôi và nói: "Ông nên lập Tin Lành Cứu Quốc trong Hội Thánh." Tôi nhận thấy đề nghị đó không thể chấp nhận được vì không hiệp với tôn chỉ của Hội Thánh, nên đã trình bày đại để như sau: toàn thể tín đồ điều hòa mình với dân, họ thuộc đoàn thể nào xin cứ
để họ giữ nguyên đoàn thể ấy, chẳng hạn như thanh niên, lao công, thợ thuyền, công chức, giáo giới. Mỗi tổ chức đều có đoàn thể cứu quốc riêng. Nếu chúng tôi lập Tin lành cứu quốc thì phải rút lui những người tín đồ trong giới kia ra. Như vậy e có phần xáo trộn và phân tán chăng? Và lại, tôn chỉ của Hội Thánh Tin lành Việt Nam là Tin lành phải thuần túy, không có màu sắc chính trị, không dung nạp chính trị và không chịu ai tuyên truyền chính trị. Cụ hỏi tại sao? Tôi liền thưa, vì lịch sử đã chứng minh nếu tôn giáo đi đôi với chính trị thì khi tôn giáo mạnh sẽ chi phối chính trị và ngược lại, chính trị mạnh sẽ chi phối tôn giáo. Trong hai cái đó luôn luôn có cái này hoặc cái kia chi phối nhau. Thí dụ như nước và lửa, nhân loại đều cần cả hai nhưng phải tách riêng ra chứ không để chúng chung nhau được. Vì nước đổ trên lửa thì lửa tắt, mà lấy lửa nấu nước thì nước khô. Cụ Hồ chăm chỉ nghe tôi trình bày và sau cuộc hội kiến này, ông đồng ý cho Hội Thánh Tin lành Việt Nam được giữ nguyên tình trạng cũ. Chúng tôi thật vui mừng, tạ ơn Chúa. Nhân cơ hội này, tôi cũng trình cụ chủ tịch bức điện tín của hội trưởng giáo sĩ E.F. Iwin mời tôi vào Mỹ Tho gấp vì đã được trả tự do và sắp về Mỹ, để xin cụ cấp cho một giấy thông hành từ Bắc vào Nam. Cụ vui vẻ nhận lời và mấy hôm sau tôi nhận được một giấy phép của Bộ Nội vụ, nội dung như sau: Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam, được phép đi từ Bắc vào Nam lo công việc của đạo Tin lành. Nhờ tấm giấy thông hành này và bởi ơn Chúa, tôi đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, nguy hiểm rồi trở về bình an. 2. Tình trạng di chuyển trong thời chiến. Sau khi dự đêm Trung thu năm Ất Dậu 20 tháng 9 năm 1945 tổ chức tại Hoàn Kiếm rất tương bừng với những trận giặc giả dành riêng cho thanh thiếu niên chơi, bằng cách dùng vỏ bưởi làm đạn đánh đắm các chiếc tàu bằng giấy từ giữa hồ tiến vào, mệnh danh là tàu Sâm Lăng. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 45, tôi lên đường vào Sài Gòn để sau đó xuống Mỹ Tho gặp ông hội trưởng giáo sĩ E.F. Iwin bàn công việc hội thánh thời hậu chiến. Trong thời bình, đi Hà Nội đến Mỹ Tho nhiều lắm chỉ mất 3 ngày, nhưng lúc đó mất 17 ngày tôi mới đến Mỹ Tho vì chiến tranh vừa chấm dứt, quân đội Nhật phần lớn còn ở trên đất Việt, đường xá chưa được khai thông sau bao năm bị tàn phá. Đồng minh đang bận rộn với vấn đề tiếp thu. Ngày 15 tháng 9 năm 45, quân đội Trung Hoa do tướng Lữ Hán cầm đầu với Vân Nam kéo qua Lạng Sơn để tiến vào Hà Nội giải giới quân đội Nhật. Và sau đó ngày 19 tháng 9 năm 45, quân đội Anh cũng đổ bộ vào Sài Gòn. Việc đi lại vì thế trở nên hết sức khó khăn. Việt Minh vừa lắm chánh quyền, hệ thống hành chính chưa được ổn định, các ủy ban hành chính địa phương chỉ làm việc theo sáng kiến của họ. Vì vậy, việc di chuyển từ Bắc vào Nam hồi đó thật là chuyện thiên nan vạn nan. Xe lửa cũng chỉ bán vé từng đoạn đường ngắn mà không bán vé suốt như trước, vì không bảo đảm hôm sau có xe đi tiếp. Trong chuyến đi này, tôi chỉ có một vali hành lý và một cặp da lớn, hồ sơ của Tổng Liên Hội và các địa hạt. 7 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 45, tôi bỏ Hà Nội vào Vinh, rồi ở đó đến 10 giờ sáng hôm sau mới có chuyến đi Huế. Nhưng đến cầu Đồng Hới, phải sang xe vì cầu hư. Qua bên kia cầu, đợi mãi đến 4 giờ chiều mà xe từ Huế vẫn chưa ra. Hành khách đành phải tìm quán hoặc thuyền để nghỉ đêm tại đó. Nhân dịp này, tôi gặp ông Nguyễn Đình Thuần, người Hà Đông, là một nhà thầu kiêm họa sĩ và cũng là một thương gia ở Hà Nội. Tôi cắt nghĩa và biếu sách cho ông xem. Từ đó hai chúng tôi luôn luôn đi chung, ăn và nghỉ chung tại các trạm nghỉ. Cho đến 6 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 45, chúng tôi mới đến ga Đà Nẵng
Đêm đó chúng tôi nghỉ tại nhà cụ đốc học trường Kinh Thánh là mục sư ông Văn Huyên. Suốt đêm, cả ngày hôm sau nữa, tôi và cụ Huyên hiệp nhau thảo luận cặn kẽ về tình hình hội thánh và những chương trình dự liệu trong tương lai. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 45, tôi và ông Thuần từ giã cụ Huyên để đáp xe lửa đi Nha Trang. Cùng đi trong cuộc hành trình dài, chúng tôi có dịp nói chuyện nhiều về tình yêu thương của Chúa. Nên khi đến Nha Trang, ông Nguyễn Đình Thuần bằng lòng tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Đêm đó, tôi đã cầu nguyện cho ông tại Nha Trang. Sáng hôm sau, chúng tôi đáp xe lửa đi Phan Thiết. Nhưng khi tôi vừa trình vé xe và giấy thông hành xong, bước ra khỏi cửa, bị một người cướp cái ví đựng tiền và tất cả giấy tờ của tôi. Tôi thấy người ấy chạy nhanh nhưng không theo được vì cửa ga đã đóng. Tôi đành phải dừng lại vì giấy thông hành mất thì không thể đi được. Sau khi cầu nguyện, tôi và ông Thuần bắt tay từ biệt nhau. Ông tiếp tục hành trình đến Sài Gòn, còn tôi trở lại tư thất hội thánh Nha Trang đợi Chúa mở đường. Khi có giấy tờ sẽ đi. Khi gặp mục sư và một vài người trong hội thánh, tôi thuật lại câu chuyện và xin họ cầu nguyện. Nếu Chúa cho tôi đi, xin cho tôi được lại giấy phép đã mất. Bằng không, tôi sẽ trở về Hà Nội. Tôi xin họ cùng tôi tha thiết khẩn nguyện với Chúa. Nhưng ông mục sư và anh em tín hữu ai nấy đều không để ý. Vì hôm đó, ngày 30 tháng 9, là ngày ông Trần Như Tê tuyên bố Chúa tái lâm. Phần đông tín đồ đều say mê cái thuyết ấy. Những ai có tài sản đều viết sẵn giấy dán ngoài cửa đại khái: khi tôi đi, nhà này dâng vào, hoặc chúng tôi về trời, nhà đất này dâng vào, cơ quan vân vân. Đêm 30 tháng 9 năm 45, họ nhóm cả tại nhà thờ để cầu nguyện và chờ đợi Chúa đến. Theo dự đoán của họ thì đúng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 45, Chúa sẽ tái lâm. Đêm ấy tôi trú tại tư thất hội thánh Nha Trang, số 57 đường Hoàng Tử Cảnh. Nay vẫn còn đó. Khoảng 10 giờ đêm, trong tư thất mục sư, ngoài tôi ra không còn có một người nào cả. Tôi biết họ lên nhà thờ cầu nguyện và chờ đợi Chúa đến. Nhưng tôi không tin, bởi vì ngay từ phút đầu tôi đã phản đối thuyết này, bởi vì nó sai hẳn với Kinh Thánh. Đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 45, vẫn không có gì xảy ra. Tôi nghe tiếng thở dài của vị mục sư và có tiếng người đi vội về nhà lo gỡ những tấm giấy đã dán trước cửa. Trong quá trình lịch sử giáo hội, đây là một đổ vỡ thê thảm nhất đối với những người chủ trương tà thuyết xác định ngày giờ Chúa tái lâm và những người lầm lẫn tin theo tà thuyết ấy. Cũng xin nói rõ là trước ngày rời Hà Nội vào Nam, tôi nhận được điện tín của một vị mục sư chủ nhiệm địa hạt gửi ra cho tôi. Nội dung: kính gửi cụ mục sư Lê Văn Thái, xin cụ tuyên bố ngày 1 tháng 10 năm 45 Chúa tái lâm, nếu không huyết của người sa ngã đổ trên đầu cụ. Tôi trả lời: tôi không tin, nguyện Chúa giúp người theo tà thuyết trở lại con đường của Ngài. Nguyên nhân phát sinh tà thuyết này sẽ trình bày rõ hơn trong những chương kế tiếp. Bây giờ tôi xin trở lại với cuộc hành trình vào Nam. Khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 45, trong khi tôi đang ngồi tại tư thất hội thánh Nha Trang, có một phu xích nô bước vào hỏi: có mục sư Lê Văn Thái ở đây không? Tôi nói: có. Ông ta đưa cái ví rồi hỏi tôi: cái này có phải của ông? Khi ấy, cái ví bị đánh cướp của mình đang nằm trong tay người phu xích lô. Tôi mừng rỡ khôn tả xiết, chỉ nói được một lời: Chúa ơi, tạ ơn Chúa. Giấy thông hành của Bộ Nội vụ còn nguyên vẹn. Tôi nắm lấy tay người phu xích lô và hết lời cảm ơn anh ta. Chúa đã đáp lời tôi, Ngài thật sự trả lời tôi. Sau 2 ngày tôi tha thiết cầu nguyện, vấn đề đã được giải quyết. Bởi ý định của Chúa, tôi tiếp tục hành trình bất chấp mọi hiểm nguy. Sáng ngày 3 tháng 10 năm 45, từ Nha Trang lên thành để đón xe lửa đi Phan Thiết. Trên khoảng đường dài 10 cây số này, đã phải dùng cả 3 thứ
xe đạp, xe ngựa, xe xích lô, còn phải vượt qua những trạm gác cửa của quân đội Nhật, dân quân tự vệ và lính Việt Minh, rất khó khăn. Đến Phú Vinh phải chờ tại ga Cây Cày tới 3 giờ rưỡi chiều mới có chuyến xe lửa quân sự đi Phan Rang. Chuyến tàu này không chở hành khách và thường dân, nhưng nhờ giấy phép của ông Đặng Phúc Thông, giám đốc Hỏa Xa Việt Nam cấp, cho phép tôi được di chuyển bằng xe lửa, dân lẫn quân sự. Vì thế, người trưởng xa cho tôi đi. Trên xe có dịp làm chứng đạo cho anh em quân nhân. Đến Phan Rang, xe lửa nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, ngày 4 tháng 10 năm 45, tôi đáp chuyến xe lửa khác đi Phan Thiết. Khoảng đường này bị kiểm soát rất gắt gao. Có người được cho lên xe rồi, nhưng sau đó lại bị bắt xuống vì bị giữ lại để điều tra. Chính tôi cũng bị xét tới 3 lần vì bị vặn hỏi tại sao có được giấy của Bộ Nội vụ. Tôi phải giải thích 5 lần 7 lượt mới được cho đi. Sở dĩ có chuyện hỏi lôi thôi vì chính quyền ở đây bắt được tin là hình như có một đoàn quân từ Lào hay Cao Miên do Phan Lượng kéo về đóng quân tại Phan Thiết, mà chưa biết đoàn quân ấy thuộc về quyền sử dụng của ai và khuynh hướng nào. Để ngăn ngừa trường hợp lội tuyến hoặc nối giáo cho rằng chính quyền ở đây ra lệnh kiểm soát thật kỹ lưỡng những hành khách vào Phan Thiết, đại khái lý do được viện dẫn là như vậy. Tôi không rõ đúng hay sai. 4 giờ chiều hôm ấy, xe đến ga Ma Lâm. Tôi phải dùng xe ngựa đi vào Phan Thiết. Trên đường vào thành phố, nghe dân chúng bàn tán xôn xao về quân của Phan Lượng, đồng thời thấy nhiều dân võ trang để kháng chiến. Khi đến Tư Thất Hội Thánh thì ông mục sư Lê Khắc Hòa đi Mũi Né hỏi thăm đường đi, thì đường giao thông Phan Thiết Biên Hòa bị gián đoạn. Biết như thế nhưng tôi không chán nản. Sau khi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ phương tiện cho ngày mai, tôi đi ăn tối. Đang lúc ngồi trong tiệm ăn, tôi gặp một người bạn đồng hương mà tôi bặt tin từ năm 1928. Năm tôi đi Hà Nội, chúng tôi gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Anh bạn hỏi tôi: "Anh định đi đâu vậy?" Tôi cho anh ta hay là mình đi Biên Hòa. Anh bạn cho hay: "Không có cách nào cả, ngoại trừ trường hợp ngoại giao với ông trưởng xa chuyến 5 giờ sáng mai đi từ Phan Thiết đến Biên Hòa để rước phái đoàn chính phủ." Tôi nghĩ rằng đã 10 giờ rưỡi đêm rồi, làm sao gặp trưởng xa được. Đành để 4 giờ rưỡi sáng mai tôi ra ga đón. Đúng 4 giờ rưỡi ngày 5 tháng 10 năm 45, tôi đến ga Phan Thiết, được người bạn giới thiệu. Đồng thời tôi cũng trình giấy phép của giám đốc Hỏa Xa Việt Nam cho trưởng xa để xin một chỗ trên xe đó. Ông trưởng xa ngần ngại hồi lâu, nhưng sau cùng ông ta cũng cho tôi lên xe. Đoàn xe này có 6 toa, gồm 2 toa hạng nhất, 2 toa hạng nhì, 1 toa giường ngủ và 1 toa phòng ăn. Không một khách hàng nào cả. Trước khi lên giường ngủ, tôi đã quỳ gối cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa đã dự bị đoàn xe này cho con và cũng đã giúp con đi đến đây kịp thời. Xin Chúa giúp con từ bước này đến Mỹ Tho bình an. Cảm ơn Chúa." Đến ga Xuân Lộc, tôi giật mình thức giấc, bước xuống khỏi giường và đi dạo một lượt suốt 6 toa xe. Đoàn tàu chỉ có 4 nhân viên Hỏa Xa và tôi. Tất cả đều yên lặng, mỗi người một ý nghĩ. Khoảng 6 giờ chiều ngày hôm ấy, đoàn xe dừng lại ở sân ga cuối cùng. Tôi bước đi, cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Vào đến Tư Thất Hội Thánh Biên Hòa, tôi gặp ngay ông mục sư Trần Văn Chuông và anh em trong hội thánh. Chúng tôi vui mừng lẫn lo sợ, quấn quýt lấy nhau, hàn huyên đủ điều. Ai nấy đều hỏi thăm tôi rối rít: "Sao ông đi được? Ông đi bằng cách nào?" Tôi tự tốn trả lời: "Chúa cho tôi đi, đi từng bước
bởi Chúa dẫn dắt. Sau một lúc chuyện trò với nhau, tôi bày tỏ ý định của mình cho ông mục sư Chuông và anh em trong hội thánh để xin cầu nguyện và tìm cách giúp tôi đến Mỹ Tho. Đêm ấy cả hội thánh cầu nguyện, nhưng xem chừng ai nấy tỏ vẻ lo ngại vì không có cách nào đi được. Có người thẳng thắn khuyên tôi đừng đi, e nguy đến tính mạng vì quân đội Anh đã đổ bộ Sài Gòn, vùng ven đô thì quân đội Nhật vẫn còn chiếm đóng. Trong khi đó, Việt Minh cũng đang ráo riết vỗ trang nhân dân để chuẩn bị cướp chính quyền. Bằng chứng là đoàn quân do ông Trần Văn Dầu chỉ huy đã võ trang đầy đủ và hiện đóng bản doanh tại chợ Đệm, ngoại ô Chợ Lớn. Sáng ngày 6 tháng 10 năm 45, anh em trong hội thánh Biên Hòa vẫn họp nhau cầu nguyện như thường lệ. Sau đó, phần đông đều khuyên tôi không nên đi trong lúc hỗn quan hỗn quân này. Trước sự can gián tận tình của anh em, tôi không biết phải làm sao, nên tỏ ý muốn gặp ông chủ tịch ủy ban hành chính để hỏi ý kiến. Chủ tịch ủy ban hành chính miền Tây lúc đó là ông Dương Bạch Mai, hiện có mặt tại Biên Hòa. Tôi định 9 giờ sáng hôm sau đến gặp ông ấy. Ông mục sư Chuông cùng đi với tôi. Trước khi đi, chúng tôi tha thiết cầu xin Chúa sử dụng chúng tôi theo ý muốn Ngài. Nếu Chúa muốn cho con tiếp tục hành trình, xin Chúa mở đường, bằng không xin ngăn trở. Xin Chúa cũng đặt những lời xứng hiệp và đầy năng quyền vào miệng con, đồng thời lấy vinh quang Ngài bao phủ chúng con khi chúng con gặp đại diện chính quyền. Sau đó, chúng tôi đến văn phòng ông chủ tịch, lúc bấy giờ đóng tại dinh công sứ Bảo Hộ. Ông Dương Bạch Mai vui mừng tiếp đón chúng tôi và dồn dã hỏi thăm tin tức miền Bắc, miền Trung và cách nào chúng tôi đi vào trong này. Theo thứ tự, tôi tường thuật lại cho ông từng chi tiết và luôn tiện. Tôi cũng tỏ cho ông biết mục đích tôi đến đây là để xin phương tiện đi Mỹ Tho. Vừa nói, tôi vừa xuất trình cho ông xem giấy thông hành của Bộ Nội vụ, cấp luôn cả điện tín của cụ E.F. Iguin. Sau khi suy nghĩ, ông trả lời là không có cách nào đi cả. Ông cũng nói thêm là muốn rút lắm, nhưng hiện không có phương tiện. Bàn qua nói lại khá lâu, cuối cùng định giã từ, thì Chúa đặt những lời này vào miệng tôi, rồi tôi nói ngay: nếu ông chủ tịch không thể giúp tôi phương tiện đến Mỹ Tho, thì tôi sẽ tìm nhờ quân đội Nhật hoặc quân đội Anh. Nhưng xin ông chủ tịch nhận cho rằng tôi có đến xin ông giúp phương tiện mà ông không thể giúp, chớ không phải tôi là Việt gian lén đi nhờ quân đội ngoại quốc. Ông Dương Bạch Mai nhìn tôi hết sức chăm chú. Sau mấy giây yên lặng, ông mời chúng tôi ngồi để ông xem. Đoạn ông nhấc điện thoại lên, tôi nghe ông hỏi: cái xe của anh nâu từ Mỹ Tho đến còn đó không? Nhờ giữ xe ấy lại cho tôi có việc cần. Rồi quay sang tôi, ông nói: thôi, mục sư về nghỉ, 1 giờ chiều sẽ có xe đến nhà thờ đón mục sư đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng, nên hết lời cảm ơn Chúa vì ông chủ tịch ủy ban hành chính. Nhân dịp này, ông mục sư Trần Văn Chuông cũng muốn đi cùng với tôi đến Mỹ Tho. Tôi tỏ ý đó thì ông chủ tịch chấp thuận. Về đến nhà, cả hội thánh nghe tin ấy đều mừng rỡ reo lên: cảm ơn Chúa. Đúng 13 giờ như đã hứa, sẽ đến nhà thờ đón ông mục sư Chuông và tôi. Tôi chỉ đem theo một ít hành lý, còn vali, sổ sách và tài liệu của Tổng Liên hội và các hạt đều để lại Biên Hòa. Ra khỏi thành phố, xe đi đường lái thiêu ngoại ô Sài Gòn, Chợ Lớn. Vì lúc bấy giờ quân đội Anh đã chiếm đóng thủ đô Sài Gòn và kiểm soát thành phố rất chặt chẽ. Có đi như vậy mới biết lời ông Dương Bạch Mai nói là đúng. Tất cả cầu cống trên đường đã bị dỡ phá hết. Tại mỗi địa điểm chướng ngại đều có quân dân tự vệ canh gác. Khi xe chúng tôi đến những chỗ có cầu,
cống bị phá hủy đó thì anh em liền chạy ra để chặn lại. Người hướng dẫn phải xuống xe trình bày sự việc và giấy tờ cho họ xem. Khi người trưởng trạm cho đi thì có một toán người ráp cầu ván và cho xe qua. Khi xe qua khỏi cầu cống, họ lại tháo dỡ đem chôn cất. Từ Biên Hòa đến chợ Định, chúng tôi phải đi qua 6 trạm như vậy. Khoảng 18 giờ cùng ngày, chúng tôi đến chợ Định, nơi đặt tổng hành dinh của quân đội nhân dân do ông Trần Văn Dầu lãnh đạo. Họ đưa chúng tôi xuống đò và khi vào đến giữa rừng thì trời tối. Người hướng dẫn cho chúng tôi biết ông Trần Văn Dầu mời chúng tôi dùng cơm tối, rồi sau đó sẽ cho người đi đưa chúng tôi đến Mỹ Tho. Nửa giờ sau, chúng tôi gặp ông Trần Văn Dầu. Ông tiếp chúng tôi rất vui vẻ. Ông hỏi thăm tin tức miền Bắc và miền Trung, cùng cách nào chúng tôi đi từ Bắc vào, vân vân. Sau đó, ông cho biết cụ Tôn Đức Thắng sẽ đưa chúng tôi đến Mỹ Tho đêm nay. Và ông cũng cho hay là tình hình nghiêm trọng lắm, cho nên ngoài cụ Tôn Đức Thắng thì không ai có thể đưa chúng tôi đi được. Bữa cơm vừa xong thì cụ Tôn Đức Thắng cũng vừa đến. Cụ ấy rất vui vẻ, ân cần mời chúng tôi lên xe. Tôi xem đồng hồ, đã thấy 20 giờ 15 ngày 6 tháng 10 năm 45. Ra đi trong đêm nên tôi không biết đường hướng, chỉ phân biệt được một điều là chiếc xe hơi này khác với chiếc xe đã đưa chúng tôi đi lúc ban chiều. Đến 0 giờ 30 ngày 7 tháng 10 năm 45, chúng tôi mới vào được thành phố Mỹ Tho. Vì đã quá khuya nên chúng tôi đến khách sạn của người Trung Hoa gần ga xe lửa để nghỉ tạm. Lúc trước, mỗi khi có dịp vào Mỹ Tho, tôi đều đến trọ tại đây. Đêm đó, cụ Tôn Đức Thắng cũng nghỉ chung với chúng tôi một phòng trong khách sạn. Trước khi ngủ, tôi đọc cho cụ nghe một đoạn trong Ephesos chương 4 câu 1 đến câu 16, rồi giải nghĩa cho rõ về hội thánh của Chúa, về đức tin và thánh linh, đồng thời giải thích cho cụ rõ là chỉ có một Chúa duy nhất cho mọi người. Sau đó chúng tôi đồng quỳ gối cầu nguyện. Khi đứng lên, cụ Tôn Đức Thắng vui vẻ nói: "Trong đời tôi, đêm nay tôi cảm thấy rất vui thỏa và lòng nhẹ nhàng." Chúng tôi hứa sẽ cầu nguyện để cụ biết nhiều hơn về Chúa. Sáng ngày 7 tháng 10 năm 45, tôi đến giảng tại nhà thờ Mỹ Tho vì hôm ấy là Chúa Nhật. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này, ai nấy đều hết sức vui mừng lẫn cảm động. Dù phải sống trong những giờ phút ngột ngạt của chiến tranh, nhưng đức tin của hầu hết con cái Chúa vẫn không có gì thay đổi. Họ vẫn vui vẻ trong hoạn nạn và hết lòng nhờ cậy Chúa. Khi giảng xong, ông mục sư Bùi Chí Hiền, chủ tọa hội thánh Mỹ Tho, đưa ông mục sư Trần Văn Chuông và tôi về khách sạn. Lúc ấy cụ Tôn Đức Thắng cũng vừa đến cho chúng tôi biết là ông chủ tịch Nam Bộ Phạm Văn Bạch mời chúng tôi đi ăn cơm vào 6 giờ chiều. Tôi hết sức từ chối, nhưng cụ Tôn cho biết đó là ý muốn của ông chủ tịch Nam Bộ. Bữa ăn đặt tại khách sạn Mỹ Tho, hiện diện về phía chủ gồm có ông Phạm Văn Bạch, cụ Tôn Đức Thắng và ông Hoàng Quốc Việt. Về phía khách có ông mục sư Bùi Chí Hiền, mục sư Trần Văn Chuông. Những mẩu chuyện qua lại trong bữa ăn phần lớn đều xoay chung quanh vấn đề giao truyền tin lành. Nhân cơ hội này, tôi đã cố gắng trình bày thật rõ về sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong mọi tương quan xã hội và chính trị, đều theo đúng đường lối của Kinh Thánh, tôn chỉ đã được quy định trong bản điều lệ của giáo hội, và bản điều lệ đó do Hội Thánh lập pháp của giáo hội biểu quyết, được chính quyền Pháp cũng như triều đình Huế công nhận. Mục đích của chính quyền lúc bấy giờ là muốn tìm hiểu Hội Thánh, nên khi nghe chúng tôi trình bày rành mạch từng chi tiết một, họ đã tỏ ra rất thông cảm và hiểu biết. Sau này khi chúng tôi đã được về Hà Nội và cụ Tôn Đức Thắng có dịp ra Bắc, tôi có mời cụ đến nhà chúng tôi
ở số 1 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, dùng cơm để đáp lễ hôm ấy giáo sĩ W.C. Kaman cũng có mặt. Và chúng tôi cũng nhân cơ hội này để giải bày cho cụ rõ hơn về tin lành. Có người nghe tin này liền gán cho tôi là Việt Minh, cũng như khi tôi nhờ quân đội Anh đưa lên Biên Hòa để lấy sổ sách và hồ sơ của Tổng Liên Hội của các hạt, thì có người cũng gán cho tôi là Việt Giang. Đối với hai nguồn dư luận trái ngược này, tôi chỉ trả lời: tôi không là Việt Minh, mà cũng không là Việt Gian. Tôi chỉ là người Việt yêu mến Chúa và phục vụ Chúa mọi nơi, mọi cách. Chiều ngày 9 tháng 10 năm 45, tôi thả bộ ra bờ sông trước bưu điện Mỹ Tho hóng mát. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, tôi bỗng nhớ lại trước đây một năm, Chúa đã cứu tôi thoát chết một cách hết sức lạ lùng. Tại chỗ này, tôi bị hiến binh Nhật bắt vì đưa tiền tiếp tế cho các giáo sĩ. Nguyên do là vì lúc bấy giờ các giáo sĩ trong trại giam đã hết tiền tiêu. Cụ E.F. I. Green, hội trưởng hội truyền giáo, và cụ Kaman nhờ tôi thông báo cho ban quản trị nhà in ở Hà Nội, bảo họ bán cái máy in do cụ Kaman sắm rồi gửi tiền vào cho các giáo sĩ dùng. Cái máy bán được 16.000 đồng. Họ giao tiền cho tôi đem vào giao cho các giáo sĩ để có đủ giấy tờ chứng minh hợp lý theo thủ tục hành chính. Họ cũng nhờ tôi xin các giáo sĩ một biên nhận để lưu vào sổ hồ sơ. Tôi trở vào Mỹ Tho để trao số tiền ấy cho cụ Irwin. Và trong khi chờ lấy biên nhận, tôi đến ngồi ở bờ sông như đã nói trên. Khi trao giấy ấy cho tôi xong, cụ Kaman trở về trại thì hai hiến binh Nhật đi xe đạp từ hai ngã đến bắt tôi. Họ buộc tôi phải theo họ vào trại hiến binh. Tôi lạnh cả người, hai đầu gối run lên cầm cập, bước đi cơ hồ như không vững. Họ đã từng cấm chúng tôi không được đưa thư từ hoặc tiếp tế cho giáo sĩ. Nếu bắt được ai tiếp tế cho giáo sĩ thì họ sẽ xử tử bằng cách mổ bụng. Bởi đó, tôi bước đi giữa hai người Nhật mà chí nghĩ là mình sắp được về với Chúa. Sự chết chắc chắn sẽ đến với tôi. Hai lần trước cũng bị quân Nhật bắt, nhưng tôi không hề sợ hãi vì không làm điều gì trái luật. Nhưng lần này thì khác. Vừa đi, tôi vừa thầm nguyện trong lòng: lạy Chúa, xin cứu con, ban cho con sự bình tĩnh và ở với con trong giờ này. Amen. Liền đó, chân tôi thấy hết run và tôi cảm thấy bình tĩnh, dạn dĩ hơn bao giờ hết. Thi Thiên 23 đã làm cho tinh thần phấn khởi và đức tin tôi mạnh mẽ. Dù khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Khi đến văn phòng hiến binh Nhật, một đại úy ra tiếp tôi và sau đó giao qua cho phòng điều tra để khám xét. Lần trước tôi đã bị họ lật cả giày, vớ và lộn cả bâu áo ra xem. Họ đã khen tôi tốt vì không tìm được gì cả. Đại úy hiến binh mời tôi ngồi và nói chuyện rất tử tế. Ông hỏi tôi đến ngày nào, Hà Nội ra sao, cùng công việc ở hội thánh, ở đây bao lâu rồi, sau đó sẽ đi đâu, vân vân. Khi đang vui với câu chuyện thì chung điện thoại reo vang. Ông này ngừng nói rồi bốc điện thoại lên nghe. Ông biết có chuyện gì xảy đến và gương mặt ông biến đổi khác thường. Ông ta đứng lên có vẻ vội vã rồi nói với tôi: thôi được, mời mục sư về, giờ khác tôi sẽ gặp lại mục sư. Đoạn ông gọi những người trong văn phòng và nói bằng tiếng Nhật, tôi không hiểu gì cả. Những người có nhiệm vụ khám xét chỉ tôi vào phòng khám. Ông khoác tay bảo tôi để mục sư ra về. Thế là tôi thoát một cách dễ dàng, không thể nào ngờ trước được. Ngoài sân, những người lính Nhật đang vội vã chuẩn bị súng đạn, tiếng còi tập họp ré lên. Tôi bước đi giữa họ mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, ngợi khen Chúa. Về tới khách sạn, tôi thấy hai cụ Irwin và Kaman đang đứng đợi.
Thấy tôi, hai người liền chạy đến hỏi thăm. Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ khi bị bắt đến lúc tự do ra về cho hai cụ nghe. Không ai có thể ngờ sự kiện có thể dễ dàng như vậy, nên đồng dâng lời ngợi khen và tạ ơn Chúa đã cứu tôi cách lạ lùng. Vài ngày sau, chúng tôi được biết hôm đó có đoàn quân Nhật di chuyển từ chợ lớn đến Mỹ Tho. Khi qua khỏi cầu Tân An bị Việt Minh phục kích, nên họ xin viện binh Mỹ Tho đến giải vây. Về phần tôi, tin chắc rằng Chúa đã dùng cơ hội này để giải cứu tôi khỏi tay người Nhật và đưa tôi về bình an. 3. Cuộc đổ bộ của quân đội Anh tại Mỹ Tho. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 45, các ông mục sư Kiều Công Thảo và Nguyễn Tấn Lộc từ Sa Đéc đến thăm tôi, thì tối hôm đó quân đội Anh đổ bộ chiếm Mỹ Tho. Quá 12 giờ đêm, tiếng súng nổ vang khắp nơi, và chừng 1 giờ sau đó tôi nghe tiếng chân người dồn dập trên đường. Người chủ khách sạn đến cho tôi biết quân đội Anh đã chiếm thành phố và bây giờ họ đang lùng bắt những người khả nghi và lục soát các khách sạn. Do đó khách sạn này cũng phải mở cửa cho họ vào. Trong khi ấy thì tiếng súng vẫn nổ dữ dội tại nhiều nơi cho đến khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 45 mới yên dần. Tôi đứng trên lầu khách sạn nhìn xuống, thấy quân đội Anh đang di chuyển từng toán nhỏ trong thế sẵn sàng chiến đấu. Những chiếc xe còn đậu ngoài đường đều bị họ bắn bể các nốt nên không thể chạy được. Trong số đó có xe của hai mục sư Kiều Công Thảo và Nguyễn Tấn Lộc đến thăm tôi lúc ban chiều. Một toán lính Anh vào lục soát khách sạn, tôi mở toan các cửa, nhưng có điều rất lạ là họ không vào phòng tôi. Mặc cho mọi biến chuyển của tình thế, tôi bình thản ngồi đọc kinh thánh và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ và giúp đỡ tất cả con cái Chúa trong giai đoạn nhiễu nhương này. Đến 8 giờ sáng, hai cụ Iwin và Kaman ra tìm tôi và đưa tôi vào trại tập trung tù binh ở Mỹ Tho để sống với họ. Mãi đến ngày 15 tháng 1 năm 46, tôi mới quá giang một tàu đổ bộ của người Anh về Sài Gòn. Như vậy, tôi hân hạnh được ngồi tù với các giáo sĩ trong trại giam tù Đồng Minh. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 45 đến ngày 15 tháng 1 năm 46 là 3 tháng 6 ngày. Trong chuyến đi từ Mỹ Tho lên Sài Gòn lần này, có ông bà cụ Iwin, ông bà Kaman, cụ Redfrey, ông Franklin, ông bà Huỳnh Minh Ý và tôi. Khi về đến Sài Gòn, thành phố vẫn còn hoang vắng, nhà thờ không ai nhóm lại. Có lần tôi đến thăm mục sư Trần Xuân Hỷ tại nhà thờ Sài Gòn. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì quân đội Anh đi bố ráp tràn vào nhà thờ. Thấy chúng tôi, họ toan bắn. Chúng tôi la lên cho họ biết đây là nhà thờ và chúng tôi là mục sư. Chừng ấy họ mới chịu khám xét giấy tờ rồi rút đi. Có lần chúng tôi đi từ khoảng đường Ga Gile Trần Hưng Đạo đến chợ Bến Thành mà không gặp một người nào cả. Một lần khác, tôi và ông Huỳnh Minh Ý đi từ nhà hội ở đường Võ Thánh đến chợ lớn, quang cảnh cũng thê lương như vậy. Thỉnh thoảng nghe tiếng súng bắn trả lại bằng những tràng dài. Tôi rất nôn nả muốn trở về Hà Nội nhưng không thể nào đi được. Khi tìm được phương tiện ở Sài Gòn thì lại bị Hà Nội làm khó dễ, nên cứ phải chờ ngày này qua ngày khác. Mãi đến ngày 22 tháng 2 năm 46 mới có một máy bay Hồng Thập Tự quốc tế đi Hà Nội. Tôi xin tháp tùng và may mắn được chấp thuận. Như vậy tôi phải chờ ở Sài Gòn tất cả là 1 tháng 7 ngày mới đi được. Máy bay đến phi trường Gia Lâm lúc 4 giờ chiều. Tại đây tôi thấy toàn là quân đội Trung Hoa, không thấy một người Việt nào cả. Một chiếc xe Hồng Thập Tự chạy đến, tài xế là người da trắng, tôi đoán là người Anh. Ông ta đưa tôi lên cầu Long Biên rồi bỏ tôi tại đó. Sau khi nói mấy lời cảm ơn, tôi xách hành lý đến chợ Đồng Xuân rồi gọi xe xích lô về nhà.
cửa nhà tôi lúc bấy giờ đã khép kín. Tôi đẩy cửa bước vào, vợ con tôi chưng hửng la lên. Họ ngỡ là chiêm bao. Thật sự, họ đã hết sức cầu nguyện cho tôi được về với gia đình và lo công việc Chúa. Nhưng khi Chúa đưa tôi về với người bằng xương thịt, thì vợ tôi, con tôi đều bỡ ngỡ khó tin. Hoàn cảnh chúng tôi lúc bấy giờ chẳng khác nào câu chuyện được chép trong Công Vụ chương 12 câu 1 đến câu 19. Phi-e-rơ bị cầm tù trong khám, hội thánh cầu nguyện cho người luôn. Nhưng khi Phi-e-rơ về, con đòi Rô-đơ tuy hết sức mừng rỡ nhưng lại bỏ chạy, không dám mở cửa. Còn hội thánh thì lại tưởng làng Rô-đơ lãng trí nên la hoảng, chớ làm gì có chuyện lạ lùng như vậy. Hiện tượng bất định này có thể là do lòng thương nhớ quá đỗi gây lên chớ gì. Họ tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng sự thật thì Phi-e-rơ đã về. Chúa đã giải cứu con người bằng xương, bằng thịt của ông, bằng một phương thức huyền nhiệm, và đưa ông về với hội thánh bình an. Tôi rời Hà Nội sáng ngày 21 tháng 9 năm 45, mãi đến chiều ngày 22 tháng 2 năm 46 mới trở về. Trong khoảng thời gian hơn 5 tháng ấy, gia đình tôi và hội thánh Bắc Hà không hề nhận được một tin tức nào cả. Họ chỉ nghe ông Nguyễn Đình Thuần là người đã đi cùng với tôi từ Hà Nội đến Nha Trang, rồi chia tay kể lại. Ngoài ra không biết thêm gì nữa. Do đó, trong suốt thời gian tôi vắng mặt, có nhiều phỏng đoán được nêu lên. Có người cho rằng tôi đã bị Việt Minh bắt, có người tưởng là tôi bị giết chết trên đường vào Sài Gòn. Vì có lúc tại Phan Thiết có loạn lớn, cũng có người đoán tôi còn sống nhưng không biết hiện ở đâu. Ngần ấy giả thuyết được lập đi lập lại ngày này qua ngày kia, làm cho vợ và con tôi rất đau khổ, không biết tôi sống chết ra sao. Trong khi ấy cũng có người khuyên vợ con tôi lên thu xếp để về quê hương, vì ở cạnh cha mẹ thì dù sao cũng được an ủi và đỡ buồn phần nào. Vợ tôi phân vân không biết lên liệu tính thế nào. Tuy nhiên, vì chờ mãi không thấy tôi về, đã bán lần các món đồ dùng của tôi, thậm chí những sách vở của tôi đã có người đến đặt mua nữa. Khi thình lình tôi trở về thì cả nhà đều chưng hửng. Tuy không nói ra nhưng mọi người trong gia đình đều đinh ninh tôi chết rồi. Vợ tôi muốn ngất đi vì mừng rỡ, con tôi cũng vậy. Ai nấy đều xem tôi như người chết sống lại, hiện về từ cõi hư vô. Mà thật cũng gần đúng như vậy. So với hoàn cảnh đặc biệt lúc bấy giờ, tôi chẳng khác nào người chết được sống lại. Nhờ đó mà tôi đã hiểu được rất nhiều về nhân tình thế thái. Kể lại chuyến đi này, mục đích của tôi là để nhắc lại ơn dẫn dắt của Chúa đối với riêng tôi và sự bảo bọc của Ngài đối với toàn thể hội thánh. Trải qua những giờ phút hết sức khó khăn của lịch sử đất nước, Chúa ở mọi nơi, Chúa biết tất cả. Đó là nguồn an ủi vô biên của hết thảy những ai kính mến Ngài. Tin lành đến cố đô Huế. Mặc dù khi các giáo sĩ vừa đặt chân đến Việt Nam đã chú ý đến cố đô Huế, nhưng tin lành đến cố đô Huế này rất chậm. Nguyên nhân sự chậm trễ này là một phần do óc bảo thủ cực đoan của đồng bào địa phương, một phần do sự ngăn trở của chính quyền. Chúng ta không nên lấy làm lạ, vì từ trước đến nay, cố đô Huế vẫn được xem như là thành trì của những tập quán cũ. Phật giáo gần như là quốc giáo, cho nên tất cả mọi hình thức du nhập khác đều bị quyết liệt chống đối. Tuy nhiên, chúng tôi không ngã lòng. Càng gặp nhiều khó khăn, chúng tôi càng phấn khởi, vì tin chắc rằng bên cạnh chúng tôi có sự hiện diện của Chúa. Đến tháng Giêng năm 1928, Trường Kinh Thánh Đà Nẵng phái 8 truyền đạo vừa tốt nghiệp đi Huế để làm chứng và phân phát sách báo Tin Lành cùng những truyền đơn giải luận chân lý cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đây là lần đầu tiên có một số người tin lành đông đảo nhất vào cố đô Huế để làm chứng về Chúa và cũng để trách nhiệm thái độ của chính quyền Pháp Việt và quan niệm của đồng bào địa phương đối với tin lành ra sao. 8 anh em chúng tôi đến cố đô Huế trên một chuyến xe lửa 6 giờ chiều, và
Và suốt đêm ấy chúng tôi tha thiết cầu nguyện với Chúa để cho toàn bộ kế hoạch được thực hiện tốt đẹp. Sáng hôm sau, theo chương trình đã được ấn định, chúng tôi phân từng toán hai người với hy vọng trong vòng 5 ngày có thể đi qua một lượt từ thành ngoại cho đến thành nội, để mọi nơi đều có dịp nghe tin lành và biết có bàn chân của những kẻ giao truyền tin lành đến Huế. 5 ngày trôi qua, tạ ơn Chúa cho chúng tôi thành công và bình an. Lòng mỗi người đều rất phấn khởi. Chúng tôi đã bán hết những sách tin lành mang theo. Có nhiều người chăm chỉ nghe chúng tôi làm chứng về Chúa, mặc dù họ có vẻ sợ sệt người khác nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người không muốn nghe, nên khi thấy chúng tôi liền tránh đi chỗ khác hoặc xô đuổi một cách khéo léo. Chẳng hạn như, chúng tôi bận việc quá, mời thầy đi chỗ khác. Điều khiến cho Hội Thánh Đà Nẵng và chúng tôi lo ngại nhất là khi đi đã không xảy ra, không ai có một thái độ khiếm nhã nào đối với chúng tôi như bắt giữ hoặc kêu cảnh sát, mặc dù họ có thể làm như vậy mà chúng tôi không có quyền phản đối. Tại vì Huế lúc bấy giờ, chính quyền không cho phép mở phòng giảng tin lành, và hơn nữa đây là kinh đô của triều đình, không ai có thể khinh suất làm khuấy động sự yên tĩnh của nhà vua. Chúng tôi đinh ninh chính quyền sẽ không để cho tự do. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đưa chúng tôi đi và dẫn chúng tôi về, không gặp một sự khó khăn nào cả. Suốt 5 ngày tại đó, chúng tôi có dịp nghe tận tai những tin đồn thất thiệt từ các nơi đưa đến nhằm loại trừ ảnh hưởng của tin lành, gây hoang mang trong quần chúng để dễ bề khuynh đảo. Chẳng hạn như họ tuyên truyền rằng tin lành là phản thị, và tệ hại hơn nữa, họ dựng đứng những sự kiện không có thật cùng cắt nghĩa sai lệch về nhà cải chánh Martin Luther. Ngoài ra, một số người còn cho rằng tin lành là đạo của Mỹ, ai theo sẽ được cấp $20 Mỹ Kim. Tin này đã khiến cho một số người tử tế trọng danh dự, khinh rẻ và xa lánh tin lành, gây ngăn trở không ít cho công việc rao rạng lời Chúa. Với chủ tâm phá hủy tận gốc mọi mầm mống của đức tin tín đồ, nên song song với những tin đồn bất lợi trên đây, họ lại cố gắng tận dụng mọi khả năng để phát huy chiến dịch tuyên truyền rĩ tai tin lành là đạo quốc cấm. Rồi họ trưng bằng cớ là có 3 vị mục sư trong tỉnh Quảng Nam bị bắt giữ và bị đưa ra tòa với bản án 6 tháng khổ sai. Sự thật việc này đã xảy ra trong thời ông Ngô Đình Khôi làm tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Óc kỳ thị cá nhân hơn là chủ trương của nhà nước. Họ còn xuyên tạc một cách trắng trợn rằng những người theo đạo tin lành toàn là hạng nghèo khổ theo Mỹ để nhờ nuôi sống, rồi để được đưa về Mỹ làm đầy tớ. Mặc dù bấy giờ đã có một số nhân vật hữu danh sinh trưởng tại Huế trở lại với Chúa, như cụ Trần Rĩnh và cụ Trần Ích, một người theo Nho học, một người theo Tây học, đang làm phán sự sở Hòa Sa. Ngoài ra cũng có một người khác là cụ Hoàng Trọng Thừa, một nho sĩ nổi tiếng và đang làm giáo sư Việt văn cho các giáo sĩ. Về phía hoàng tộc cũng có mấy người theo tin lành, như các bà Công Tôn Nữ Thị Hầu và Công Tôn Nữ Tú Oanh, là hai cháu nội của vua Minh Mạng. Những người đương thời đều biết cả, nhưng vì hai người trên đây so với những nhân vật hoàng tộc khác thì họ không có quyền hành, không có thế lực, cũng không giàu, nên người ta cố ý ẻm nhẹm để dễ bề bôi nhọ đạo Chúa. Bao nhiêu đó cũng cho chúng ta thấy đa số người dân cố đô lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến người có quyền thế và giàu sang, mà không quan tâm đến những người có lòng tìm kiếm chân lý và phương pháp cứu rỗi linh hồn đồng bào. Mãi đến năm 1931, Huế mới được phép mở một phòng nhóm cầu nguyện. Hội Thánh thuê một căn nhà lầu bên cầu Đông Ba, sát đầu đường ra hội. Bên kia sông là chợ Đông Ba. Địa điểm này rất tốt và là nơi thị tứ có đông người qua lại ngày đêm. Hội Thánh cử cụ Hoàng Trọng Thừa là vị mục sư lão thành và cũng là người Thừa Thiên Huế
đảm nhận chức vụ mục sư tại Huế. Hội truyền giáo cũng cử ông bà D.I. Redfay làm giáo sĩ tại đó. Đà Nẵng lúc bấy giờ được xem như là một trung tâm truyền giáo lớn, nên thỉnh thoảng phái các vị mục sư đầy ơn đến Huế tổ chức những buổi giảng đặc biệt. Có nhiều người trở lại tin nhận Chúa, nhưng có lẽ họ tin để mà tin hoặc để dò xét tin lành. Đó có thật đúng với những tin đồn mà tôi đã được tóm lược trên đây hay không? Thế thôi. Cho nên số tín đồ tại Huế chẳng khác nào câu chuyện về người gieo giống mà Chúa đã kể. Ba phần mất đi chỉ còn lại một, nhưng tệ hại hơn, Huế không còn lại được 1%. Năm 1933, ông bà mục sư ông Văn Huyên được Hội Thánh cử đến thay cụ Hoàng Trọng Thừa làm mục sư tại Huế. Tôi từ Hà Nội vào và lưu lại một tuần lễ để hiệp tác giảng tin lành cho đồng bào. Nhân dịp này, chúng tôi tìm cách đến thăm một số nhân vật trong hoàng tộc, một số thương gia quan lại và một vài nhà chí sĩ tại cố đô Huế để làm chứng về Chúa và mở rộng phạm vi giao truyền tin lành. Nhân vật hoàng tộc đầu tiên mà chúng tôi có dịp tiếp xúc là ông Ưng Khoa, giữ chức vụ trợ quốc khanh trong hoàng triều. Sau đó, ông cùng tôi đến thăm cụ quận công Hường Oai ở phủ Hòa Thạnh, quận Vương. Cuối đường ra hội, cụ là cháu nội của vua Minh Mạng. Khi chúng tôi đến biếu sách và nói về Chúa cho cụ nghe, thì cụ rất lấy làm lạ. Cầm quyển sách trong tay, cụ vui vẻ nói: "Tôi chưa hề được nghe một tin lành cứu chuộc đơn giản như thế. Mặc dù gia đình đã có mấy người con cháu gọi cụ bằng chú đã tin nhận Chúa rồi, nhưng chưa có ai dám nói về tin lành cho cụ nghe cả." Buổi sáng ngày hôm sau, cụ Huyên và tôi sắp đặt chương trình để làm chứng đạo Chúa cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, là một chí sĩ hiện đang điều khiển tờ báo Tiếng Dân tại phố Hàng Bè, Huế. Trong dịp này, cụ giáo sĩ Stephen cùng đi với chúng tôi. Chúng tôi gặp ngay cụ Kháng tại văn phòng tòa soạn. Cụ rất vui mừng tiếp chúng tôi, nhưng khi biết qua mục đích cuộc thăm viếng này chỉ là để làm chứng về tin lành cứu rỗi, thì thái độ cụ bỗng đổi khác. Từ cách nói chuyện đến cách cụ nhìn khói thuốc bay tỏa trong căn phòng không mấy rộng, khiến chúng tôi có cảm nghĩ rằng cụ cho chúng tôi ngây thơ quá, chỉ làm phí thời gian của cụ. Nhận thấy không thể nói gì thêm trong lúc này, chúng tôi tặng cụ vài quyển sách rồi từ giã ra đường. Tôi và cụ Huyên đã nói với nhau: "Ông già thật kiêu hãnh." Nhưng vẻ kiêu hãnh đó không còn nữa trong những lần gặp gỡ sau, nhất là vào khoảng năm 1946-1947. Tôi thường có dịp đến tiếp xúc với cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Bắc Bộ Phủ. Trong những lần như vậy, tôi thường nói chuyện với cụ về tin lành và ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Tôi cũng đã biếu cụ một bộ kinh thánh Tân Cựu Ước. Rồi ít lâu sau gặp lại cụ, tôi hỏi cụ có xem không, thì cụ cho hay là đang xem và rất vui khi xem kinh thánh. Hồi này, thái độ kiêu hãnh của ông già trong tòa soạn báo Tiếng Dân khi xưa không thấy nữa. Hiện diện trước mặt tôi là một chí sĩ, một cách mạng gia, lão thành khiêm nhường, khả kính. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều để lời Chúa trở lên ánh sáng cho đường lối của cụ. Chiều hôm đó, cụ Huyên và tôi đến thăm cụ Phan Bội Châu để tặng kinh thánh và làm chứng tin lành. Đồng bào ở Huế thời đó thường gọi cụ là ông già bến ngự. Và sau khi bị bắt và bị kết án, người Pháp đã bắt quản thúc cụ Phan trong một chiếc thuyền lớn, trang bị đầy đủ tiện nghi, và thuyền này thường đậu tại bến ngự. Nhưng sau đó ít lâu, họ không để cụ ở dưới thuyền nữa mà rời lên một căn nhà trên đường đi Nam Giao, gọi là đường Ba Dốc Huế. Nhà này cũng do người Pháp xây cất để cụ ở, lương thực cũng do họ cung cấp, và dĩ nhiên mọi hoạt động của cụ đều có người theo dõi cẩn thận. Vì tính cách biệt cư đó,
cho nên đồng bào không mấy ai dám giao thiệp với cụ. Tôi và cụ Huyên vì vô tình nên không hay cớ sự như vậy. Và lại, mục đích của chúng tôi là đem tin lành đến cho cụ Phan mà thôi. Mọi chi tiết khác đều không đáng kể. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi đến căn nhà nói trên, được cụ Phan ra tiếp. Nhìn quanh nhà không thấy ai khác ngoài cụ. Nhưng khi ngồi xuống ghế thì một người đàn ông lực lưỡng mang súng lục từ ngoài bước vào. Cụ Phan giới thiệu: "Đây là người bạn ngày đêm ở gần tôi theo lệnh của người Pháp. Vì họ kể tôi như là một thứ vi trùng hay lây, nên sợ ai đến gần sẽ bị lây." Trong khi ấy thì anh chàng này thản nhiên tay cởi súng đặt lên bàn, miệng nói: "Tôi ở đây giúp cụ và hầu chuyện cho cụ vui." Chúng tôi tự giới thiệu và mục sư tin lành xin đến thăm cụ và tặng cụ quyển sách Kinh Thánh có lời của sự sáng và cũng có lời của sự sống. Cụ Phan đứng lên, hai tay đưa ra nhận quyển Kinh Thánh và nói: "Trong đời lưu vong của tôi chỉ có một người có thể gọi là bạn, là một vị mục sư Trung Hoa khi tôi ở bên Quảng Tây. Vị mục sư ấy cũng có đọc Kinh Thánh cho tôi nghe." Chúng tôi giải bày lời Chúa là lời sự sống và cũng là lời sự sáng cho cụ. Thái độ của cụ rất khiêm tốn và những câu hỏi của cụ tỏ ra đang muốn tìm con đường giải thoát. Sau khi đã trình bày cặn kẽ về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá và quyền năng phục sinh của Ngài cho cụ, chúng tôi từ giã cụ ra về. Cụ tiễn chúng tôi ra ngoài sân, thấy tôi chăm chú nhìn ngôi mộ mới ở góc vườn. Dường như cụ đã đoán được tôi đang để ý ngôi mộ mới xây cất. Cụ chỉ tay vào ngôi mộ rồi nói: "Đây là cái mộ của con chó vá của tôi, chết vài tuần nay. Tôi có bài thơ định viết trên lòng bia để nhớ nó, nhưng chưa có bia nên tôi đọc để cụ nghe." Rồi cụ đọc: "Vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành với chủ. Lói thời dễ làm thực khó, người còn vậy huống chi chó. Ôi con vá này đủ hai đức đó, há như ai kia mặt người lòng thú. Nghĩ thế mà đau dựng bia mộ nó." Tôi ghi lại đây để nhớ cuộc gặp gỡ của chúng tôi với cụ Phan. Rồi cụ tiếp: "Con chó vá của tôi, nó rất trung tín. Mặc dù chủ nghèo, tôi chưa có dịp mô tả tính nết của nó trên bia." Đang khi nói, cụ nhìn người công an với cái nhìn đầy ý nghĩa. Chúng tôi nghĩ thật là mỉa mai. Một nhà chí sĩ cách mạng như cụ Phan Bội Châu, suốt đời vào tù ra khám, đến lúc tuổi già lại vẫn phải sống biệt cư. Người ta đầy ải cụ chỉ vì lòng cụ tha thiết yêu nước. Cái bia của con chó vá cũng là ý nghĩa của sự tận trung. Cụ Phan đã đặt quê hương lên trên mạng sống. Chúng tôi rất kính phục cụ và hàng ngày cầu nguyện xin Chúa giúp cụ tìm được ánh sáng của sự cứu rỗi qua lời Kinh Thánh. Năm 1940, phòng giảng tin lành lói trên được rời về căn cứ lầu trước vườn hoa vào chợ Đông Ba. Thật là một điểm lý tưởng cho việc rao truyền tin lành. Nhưng kết quả tại Huế rất khiêm nhượng. Số người tin rất đông nhưng số người đứng vững, trung tín nhau lại thì rất ít. Năm 1950, Hội Thánh mua được một ngôi nhà đẹp đẽ và khang trang ở số đường Ngự Viên Huế, cùng với một sở đất khá rộng. Bắt đầu từ đó, Hội Thánh Huế như nhận được những luồng sinh khí mới. Anh em phấn khởi tinh thần và số tín đồ nhóm lại mỗi Chúa Nhật ngày càng đông hơn. Đến năm 1964, Hội Thánh khởi sự xây cất một nhà thờ mới trên cơ sở này. Đường Ngự Viên nay được đổi tên là đường Nguyễn Du. Tuy nhiên, số 14 vẫn giữ như cũ. Đấy chính là nhà thờ Hội Thánh ngày nay. C. Những biến cố liên quan trực tiếp đến Hội Thánh. A. Tà thuyết Chúa tái lâm. Trong khi công việc Chúa ở khắp nơi đang trên đà tiến triển tốt đẹp, thì một biến cố nhỏ
nhưng rất đặc biệt bỗng xảy ra trong hội thánh, đó là tà thuyết định ngày giờ Chúa tái lâm. Có thể bảo đây là một đổ vỡ đáng buồn trong lịch sử giáo hội, vì ảnh hưởng của nó đã làm dao động tinh thần. Một số khá đông tín đồ vốn nhẹ dạ, dễ tin và đồng thời cũng gây một tiếng vang không tốt đối với tin lành giữa vòng dân chúng lúc bấy giờ. Trong phần ghi lại cuộc hành trình 5 tháng từ Hà Nội vào Nam ngang qua Nha Trang, tôi có dịp đề cập đến biến cố này một cách sơ lược với những hậu quả chua xót, tuyệt vọng xảy ra trong hội thánh. Nay xin được trở lại một lần nữa với những chi tiết đầy đủ hơn để quý độc giả có thể nhận thức tường tận về thực chất của lý thuyết này ngay từ khởi điểm đến giai đoạn kết thúc. Có thể bảo đây là một lầm lẫn hết sức tai hại, bắt nguồn từ những luận lý thuần túy hoàn toàn chủ quan, đi ra ngoài sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Thật ra, sự kiện về Chúa tái lâm là một điều chắc chắn, một chân lý cố hữu, không ai có thể chối cãi. Nhưng trình bày về thuyết tái lâm như là một bài toán khẳng định dựa vào những dẫn chứng phi thực thì không thể nào chấp nhận được, nếu không bảo là vô cùng nguy hiểm. Chẳng khác nào một thứ độc dược cực mạnh có khả năng phá hủy tất cả mọi mầm mống, mọi sinh lực của đức tin. Người chủ trương tà thuyết này là ông Trần Như Tuân, một truyền đạo trẻ tuổi có học thức rộng. Ông đã từng chứng tỏ khả năng suy luận nhạy bén của mình trong các buổi giảng và trong những lúc giải bày giáo lý cho những người chưa tin. Thường nhật, ông rất sốt sắng lo công việc Chúa, cũng như rất ham thích nghiên cứu Kinh Thánh qua những sách giải nghĩa, nhất là những sách viết bằng tiếng Anh. Ông có dịp làm quen với các nhà thần học, tân phái và lần lần trở nên say mê họ. Vì những biên khảo về cơ đốc, giáo lý rất hấp dẫn của họ mà ông cho là chính xác nhất, thực tế nhất, khác hẳn với những luận giải rườm rà, đầy rẫy những sự kiện không thể hiểu được của những nhà thần học cổ điển. Chuyện dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh và dùng Kinh Thánh để làm nền tảng cho đức tin, ông Tuân không muốn bị gò bó trong một khuôn khổ cố định như vậy, nên sau khi đã nghiền ngẫm những tư tưởng tân kỳ của những nhà thần học tân phái phương Tây, ông liền xoay qua nghiên cứu sấm trạng trình, vì ông cho rằng sấm trạng trình có những tương quan lạ lùng đối với những lối tiên tri trong Kinh Thánh. Thế là sau khi phân tích từng tiếng, từng chữ những lời sấm hiểm hóc của cụ Nguyễn Bình Khiêm, ông không ngần ngại bước sang giai đoạn tổng hợp bằng cách áp dụng những phương thức suy luận của các nhà thần học tân phái và những ẩn ngữ trong sấm trạng trình để khảo cứu Kinh Thánh. Đó là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ông Tuân bất chấp mọi ngăn cản, ông cương quyết bảo vệ lập trường của mình, vì ông tin rằng phương pháp biên khảo vừa kể, ông có thể thấu triệt được tất cả những lẽ mầu nhiệm của Kinh Thánh. Ông chắc chắn mình có thể tuyên bố đúng ngày và giờ mà Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Để bắt đầu cho giai đoạn lập thuyết, ông viết một tập sách nhỏ, trong đó trình bày tóm lược những khám phá của ông dựa theo sấm trạng trình và một số lời tiên tri trích trong Cựu Ước. Sau khi đã dẫn chứng những mấu chốt lịch sử trải qua các thời đại, ông liền công bố: có lẽ ngày 7 tháng 9 năm 1944, Chúa tái lâm. Lúc bấy giờ có rất nhiều tín đồ giữ vững được đức tin đến khuyên ông Tuân đừng giảng giải Kinh Thánh theo cách ấy, cũng đừng lấy sấm trạng trình mà đoán định ngày Chúa tái lâm. Chẳng những ông không nghe lời khuyên mà sau ngày 7 tháng 9 năm 1944 Chúa chưa tái lâm, ông lại tuyên bố tiếp: chắc ngày 30 tháng 9 năm 1944 Chúa tái lâm. Nhưng rồi đến ngày 30 tháng 9 năm 1944 Chúa vẫn chưa tái lâm. Qua hai lần thất bại, đáng lẽ ông thức tỉnh, ăn năn trở lại nẻo tránh, nhưng ông vẫn tiếp tục giữ vững lập trường và tuyên bố đại khái như thế này: Chúa tái lâm rồi, nhưng còn ở trên không trung, chưa rước hội thánh lên. B. Những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp. Phần đông tín đồ trong toàn quốc không quan tâm đến tà thuyết nguy hại này,
chỉ có những hội thánh ở gần nơi ông Tuân ở bị ảnh hưởng bởi những bài ông quây Joneo cùng với những bản đồ các thời đại mà ông đã gửi cho, nên có một số người nhẹ dạ tin theo. Một số người hưởng ứng nghiên cứu, gây nên những cuộc tranh luận, cãi vã hết sức sôi nổi. Có vài vị mục sư ngã theo tà thuyết này, nhưng tai hại hơn cả là có một vị chủ nhiệm một địa hạt bị mê hoặc, xem ông Tuân như là thần thánh, và những lý thuyết do ông này đặt ra chẳng khác nào chân lý của sự cứu rỗi, nên đã gửi cho tôi một điện tín nội dung như sau: xin ông tuyên bố ngày 30 tháng 9 1944 Chúa tái lâm, nếu không làm huyết vô tội đổ trên đầu ông. Tôi liền trả lời: tôi không tin ngày 30 tháng 9 1944 Chúa tái lâm. Xem sứ đồ chương 1 câu 7, cầu Chúa cứu ông và anh em khỏi tà thuyết. Đáng lẽ sau ngày 30 tháng 9 1944 Chúa chưa tái lâm, những người lầm lạc có dịp thức tỉnh, ăn năn hối lỗi, quay về với Chúa để suy ngẫm những lời mà Ngài đã phán với các môn đồ ngày xưa, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Sứ đồ chương 1 câu 7. Nhưng như trên đã nói, ông Tuân không cho đó là một sự cảnh cáo của Chúa đối với mình, nên lập trường của ông càng ngày càng cứng rắn hơn. Mục sư truyền đạo trong các vùng phụ cận có người bảo trái, kẻ bảo phải, gây nên những cuộc cãi vã liên tiếp từ ngày này qua ngày kia. Công việc Chúa do đó bị đình trệ và tín đồ bị hoang mang không ít. Theo tin tức nhận được, chúng tôi biết chắc hội thánh tại Vinh đang giáo diết học tập tà thuyết này. Vì lúc bấy giờ, ông Trần Như Tuân là đương kim chủ tọa tại đây, nhận thấy không thể để cho mầm mống nguy hại này lan tràn xa hơn, có thể đầu độc tinh thần tín hữu, nên tôi tức tốc từ Hà Nội vào và cụ mục sư Lê Văn Long đại diện cho Trung Hạt từ Đà Nẵng ra Vinh cùng một ngày. Mục đích của chúng tôi đối với tư cách nhân viên Tổng Liên Hội là muốn gặp ông Tuân để cầu nguyện, khuyên lơn và giải thích những sai lầm của ông. Mặc dù có gửi điện tín báo tin là chúng tôi sẽ đến bằng xe lửa, nhưng khi tàu đến ga, chúng tôi vẫn không thấy một ai đến đón cả. Chúng tôi liền tìm xe để đến tư thất Hội Thánh Vinh. Tại đây có người cho chúng tôi biết là ông bà truyền đạo đang tổ chức nhóm họp tại một địa điểm mới. Chúng tôi đi ngay đến đó thì thấy độ 20 người nhóm lại. Ông truyền đạo lấy cớ đang giảng bận giúp đỡ tín hữu học tập các thời đại trong Kinh Thánh nên từ chối, không chịu tiếp rước chúng tôi. Nhưng chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi để gặp ông. Với tất cả tình và lý, chúng tôi tha thiết khuyên ông hãy trở lại với sự dạy dỗ chân chính của Kinh Thánh. Ông không muốn nghe, nhưng chúng tôi vẫn đọc thơ Nhất Tesalonica chương 5 câu 1 đến câu 11, Nhì Tesalonica chương 2 câu 1 đến câu 17, Sứ đồ chương 1 câu 7 và Mác chương 13 câu 32 để đoan chắc với ông là không ai có thể biết đích xác ngày và giờ Chúa tái lâm. Đó là một lẽ mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng trước sau, ông Tuân vẫn nhất quyết không nghe chúng tôi. Và hơn thế nữa, ông còn cho biết là ông sẽ tuyên bố một ngày khác, và lần này ông tin quyết điều mình suy tính chắc chắn sẽ đúng. Đêm đó ông Tuân lấy cớ bận việc không tiếp chúng tôi và cũng tỏ ý không muốn một gia đình tín đồ nào ở Vinh tiếp đón chúng tôi cả. Do đó chúng tôi buộc lòng phải trở về thành phố Vinh để tìm phòng trọ, mặc dù lúc ấy đã hơn 10 giờ đêm. Về tới nơi thì đã gần 11 giờ. Chúng tôi cố gắng đi tìm một nơi trú ngụ qua đêm, nhưng phần nhiều nhà trọ trong phố đã hết phòng. Còn một vài nơi có phòng nhưng chúng tôi thấy không tiện ở. Không biết tính sao, nhưng từ chiều tới giờ chưa ăn gì, nên mục sư Long và tôi vào quán để ăn tối. Trước khi dùng bữa, chúng tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa về những thức ăn trước mặt và xin Ngài chỉ dẫn một chỗ trọ qua đêm. Khi đang ăn, chúng tôi bỗng thấy ông Vũ Đăng Trinh từ ngoài cửa bước vào. Gặp chúng tôi, ông chào mừng rối rít, hỏi thăm đến hồi nào và nghỉ ở đâu, vân vân. Ông Trinh lúc trước có đi hầu việc Chúa và hiện đang làm việc thu phát thơ trên xe nữa. Tôi cho biết ông Mục Sư Long từ Đà Nẵng ra và tôi từ Hà Nội vào.
để gặp ông Tuân về vụ tái lâm. Ăn xong, chưa biết nghỉ đâu, ông Trinh liền vui vẻ mời chúng tôi lên xe lửa nghỉ với ông. Đây là lần đầu tiên trong chức vụ, chúng tôi được hân hạnh trải chiếu nằm ngủ trên sàn xe lửa. Sáng hôm sau, ông mục sư Lê Văn Long về Đà Nẵng và tôi trở ra Hà Nội. Tâm thần chúng tôi rất nặng nề, nên trước khi chia tay đã nói với nhau phải cầu nguyện thật nhiều cho ông Tuân và anh em để họ khỏi vấp ngã vì quá tự tin vào kiến thức của mình. Ít lâu sau, ông Tuân phổ biến một lời tuyên bố thứ ba. Lần này ông xác định chắc chắn ngày giờ, năm tháng Chúa sẽ đến. Nội dung lời tuyên bố ấy như thế này: chắc chắn 1 giờ ngày 1 tháng 10 năm 1945 Chúa tái lâm. Sự xáo trộn đức tin sau một thời gian lắng dịu bỗng khuấy động trở lại, khiến cho những người có lòng lo cho công việc Chúa và hội thánh không khỏi buồn. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, lại xin Chúa giúp đỡ để hội thánh tránh khỏi tình trạng xa lầy nguy hiểm, có thể làm sụp đổ lâu dài đức tin vốn được vun vén từ nhiều năm qua. Ảnh hưởng của tòa thuyết trên đây đã gây đổ vỡ nhiều nhất tại các hội thánh Tam Kỳ, Huế và Nha Trang. Hầu hết các tín đồ tại các nơi này đều say mê đến độ mù quáng. Có nhiều người đã tính từng ngày, từng giờ để rồi sau đó đi báo cáo cho bà con, xóm làng là còn mấy ngày nữa Chúa đến. Chắc chắn như thế, không thể nào lầm lẫn được. Ngay chiều ngày 30 tháng 9, khoảng 7 giờ tối mà cũng còn có người đến gõ cửa nhà bạn hữu cam đoan là 5 tiếng đồng hồ nữa Chúa tái lâm. Người người đều luôn là chuẩn bị ráo riết, nhà cửa họ được niêm lại cẩn thận, trước cửa dán sẵn những tấm giấy đại khái như: đất và nhà này tôi dâng vào cơ quan cứu tế xã hội tỉnh, hoặc nhà này tôi tặng cho vân vân. Có người lại dắt cả gia đình đi chào từ giã các bà con quen biết, khóc lóc khuyên họ mau mau tin nhận Chúa kẻo chết mất. Trong số người quá xuất sắc này có bà cụ LTC, bao nhiêu của cải gom góp đều đem phân phát cho người ta hết, còn đôi vòng và đôi bông tai thì đem cho con dâu để kỷ niệm. Bà chỉ vỏn vẹn mặc một bộ đồ mà bà cho là đẹp nhất để đến nhà thờ chờ đợi Chúa tiếp rước. Đêm 30 tháng 9, dạng ngày 1 tháng 10 năm 1945, tất cả những người tin theo thuyết này đều phải có mặt đầy đủ tại nhà thờ hoặc tại một địa điểm nào đó để cầu nguyện, đọc kinh thánh và hát thánh ca trong tư thế sẵn sàng đi với Chúa. C. Hậu quả. Nhưng rồi, sự phải đến đã đến. Thời gian ấn định cho một biến động vĩ đại nhất lịch sử trên đây lại trôi qua một cách bình thường, như muôn ngàn đêm khác. Bao nhiêu người hồi hộp trông chờ, nhưng từ đầu hôm cho đến sáng không có một hiện tượng nhỏ nhặt nào xảy ra chứng tỏ Chúa tái lâm. Hy vọng trong khoảnh khắc đã trở thành thất vọng. Lần trắc nghiệm sau cùng này đã đem lại cho họ nhiều đổ vỡ đau thương. Khoảng 4 giờ sáng ngày ấy không có gì nên nhiều người đã chạy vội về nhà, gỡ tấm giấy dán trước cửa, và phần đông đều ra về lúc trời chưa sáng. Khi đã thực sự bừng tỉnh, nhận thấy lý thuyết của ông Tuân chỉ là một tả thuyết nguy hại, thì sự việc đã lỡ cả rồi. Sự hổ thẹn đã khiến cho một số người không dám xuất hiện. Vùng Tam Kỳ có nhiều việc buồn xảy ra, và một số mục sư truyền đạo vì hậu quả của tà thuyết này phải gián đoạn chức vụ một thời gian. Riêng ông Trần Như Tuân bắt đầu sa ngã hẳn từ đó, và cho đến khi sắp tử giã cõi đời, ông vẫn giữ lập trường của mình và cho rằng Thánh Kinh có nhiều dữ kiện không thật. Ngày 1 tháng 10, 1945, tôi có mặt tại Nha Trang và phải chứng kiến những cảnh trạng đau lòng của hội thánh. Trước đó, tôi đã cố gắng ngăn cản bằng mọi cách, trưng dẫn hầu hết những câu kinh thánh liên quan đến sự kiện Chúa tái lâm, nhưng không ai nghe. Tiếng nói của tôi như chìm vào sa mạc. Đến 5 giờ sáng thì sự thất vọng và chán nản đã hiện rõ trên mặt mọi người. Tôi nghe được tiếng thở dài của vị mục sư và đã tha thiết cầu nguyện cho ông cùng tất cả anh em trong hội thánh, cầu xin Chúa giúp đỡ họ thức tỉnh và giữ vững được đức tin sau biến cố này. Trưa ngày 2 tháng 10 năm 1945, có nhiều người đã đến với tôi, trong số đó có bà cụ LTC trên đây.
Nhà cửa của bà cụ đã có người khác ở, nên khi bà trở về không cho vào. Đôi vòng và đôi bông tai của bà, người con dâu cũng không trả lại. Do đó, bà cụ phải bơ vơ một thời gian. Không riêng gì bà cụ C, mà có nhiều người khác cũng đồng một hoàn cảnh như vậy. Tôi đã phải hết sức an ủi, khuyên ngôn và dùng lời Chúa để dục lòng họ trong đức tin. Tôi chép lại bài của tấn sĩ G. Campbell Morgan. Đề tài: sứ điệp hiện tại cho hội thánh là gì? Để chúng ta cùng suy ngẫm. Sứ điệp hiện tại cho hội thánh là gì? Này, ngày đến. Chúng ta cần hiểu biết cái thực sự rằng thái độ chính xác của hội thánh đã được Phaolô tuyên bố khi ông viết thơ tín thứ nhất cho tín đồ Thessalonica và nói rằng họ là kẻ đã xây bỏ thần tượng để hầu việc Đức Chúa Trời và chờ đợi con Ngài. Xem nhất Thessalonica chương 1 câu 9 đến câu 10. Đó là ba thực sự và thái độ của hội thánh và thái độ của mọi người thật lòng tin Chúa Giêsu. Trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng chờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời. Nhất Thessalonica chương 1 câu 9 câu 10. Con Đức Chúa Trời hiện đến lần thứ hai, đó là biến cố sắp xảy ra trong lịch sử thế giới. Anh em tưởng Ngài gần tái lâm chăng? Trong ngữ vựng của tôi, chẳng có danh từ nào luận về các phương thức Đức Chúa Trời là gần hay xa. Chính lúc anh em đem quyển niên giám hoặc quyển lịch vào vấn đề này thì anh em làm hại tinh thần và ý định của nó. Thí dụ, anh em có thể chứng minh tuyệt đối chắc chắn với tôi rằng Chúa Giêsu tái lâm một năm sau đây. Theo lịch sử của loài người thì tôi cũng sẽ lại xin anh em đừng bảo tôi như vậy, vì tôi cũng chẳng muốn sự tái lâm của Chúa mình bị dời lại 12 tháng. Tôi mong chờ Ngài ngay bây giờ, vì Ngài truyền bảo tôi như vậy. Ôi, sự sáng chói lọi trên trời khi có một người thấy điểm này. Anh chị em hỏi, ông có thất vọng vì Ngài chẳng ngự đến không? Không, tôi sung sướng là khác. Tại sao vậy? Vì Ngài chưa đến và Ngài biết chính xác hơn hết. Tôi sung sướng nếu Ngài ngự đến và cũng sung sướng nếu Ngài trì hoãn. Đó là thái độ xứng đáng đối với sự tái lâm của Chúa. Với anh em là người lo lắng về Chúa tái lâm đến nỗi luôn luôn nghĩ tới, viết về và nói đến biến cố ấy nhưng chẳng làm chi hết để cứu người đời. Hãy nghe sứ điệp của các thiên sứ truyền cho mình. Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Ngài sắp tái lâm, hãy đi làm công việc Ngài để lại cho mình làm. Phương pháp chánh đáng để chờ Chúa tái lâm là trong khoảng ngắn ngủi mong đợi, hãy lo rao giảng tin lành để dắt đem người ta đến cùng Đấng Christ. Tôi chẳng ngần ngại nói rằng sứ điệp cuối cùng của chế độ cựu ước là này, Ngài đến và mặt trời thể nào tôi cũng thể ấy. Sứ điệp cuối cùng của chế độ tân ước là này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta. Khải Huyền chương 22 câu 11. Tôi xin hiến một cách thử nghiệm rất sâu sắc để tìm ra mối liên quan của anh em với Đấng Christ. Chúa Giêsu phán với anh em là con cái yêu dấu của Ngài rằng này, ta đến mau chóng. Anh em trả lời thế nào? Nếu nói phải, lạy Chúa, tôi muốn Ngài ngự đến, nhưng xin đừng đến ngay. Tôi muốn giảng thêm mấy lần nữa, hoặc làm việc này, việc kia trước đã, thì anh em chưa gần Ngài như đáng phải gần. Nếu chẳng ước muốn chờ đợi và hy vọng Ngài ngự đến và khuấy động mình lúc làm việc hoặc lúc chơi, thì chúng ta chưa có thái độ chính đáng. Dầu hết thảy chương trình chúng ta bị tan vỡ và kế hoạch bị hư hỏng, nhưng nguyên chương trình Ngài tiến hành và kế hoạch Ngài được thực thi. Ôi, ánh sáng chói lọi chiếu trên đường lối nếu chúng ta hiểu rằng Ngài sắp tái lâm. G. Campbell Morgan. 2. Hội thánh sau ngày hiệp định Geneva ký kết. Trong khi toàn thể con cái Chúa từ thành thị đến thôn quê đang phấn khởi trước những thành quả rất tốt đẹp của hội thánh về phương diện xã hội cũng như giáo dục, thì ngày 20 tháng 7 năm 1954, hiệp định Geneva được ký kết giữa Pháp và Việt Minh
khiến mọi người bàng hoàng ngơ ngác. Thiết tưởng không có gì làm cho người Việt lúc bấy giờ đau lòng hơn là phải chứng kiến thảm trạng đất nước bị chia đôi. Lịch sử quốc gia cũng như lịch sử giáo hội đi vào một ngõ rẽ quan trọng. Trong cuộc di cư vĩ đại năm 1954, gần 1 triệu người đã quyết định lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn tại miền Bắc để vào Nam. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng bị xáo trộn rất nhiều vì những biến chuyển của thời cuộc. Cảm thông được điều ấy nên trước ngày di cư, Tổng Liên Hội đã phổ biến một bản thông cáo khẩn cấp đại để như sau. 1. Xin quý vị mục sư truyền đạo và tín hữu hãy để nhiều thời giờ tĩnh tâm cầu nguyện, đặc biệt cho dân tộc, cho đất nước và cho hội thánh sắp bước vào những ngày phân chia đau buồn. 2. Mỗi vị mục sư truyền đạo cũng như mỗi tín hữu hãy thiết tha cầu nguyện, xin Chúa cho biết rõ ý muốn mình di cư hoặc ở lại. Khi đã nhận biết rõ ràng ý muốn của Chúa và quyết định dứt khoát cho tương lai của mình, xong di cư hoặc ở lại, xin cho Tổng Liên Hội biết ngay. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho quý vị và sẽ hết sức giúp đỡ quý vị thể theo những phương tiện mà Tổng Liên Hội có. Sau thông cáo ấy, chúng tôi nhận được bản danh sách 17 gia đình mục sư truyền đạo tình nguyện ở lại miền Bắc. Chúa đã dùng các đầy tớ của Ngài ở lại đó để duy trì công việc, nhờ đó tin lành được giao truyền ở miền Bắc ngay trong lúc tình hình đất nước căng thẳng nhất. Có thể bảo năm 1954 và những năm kế tiếp là thời kỳ có nhiều chuyển biến hết sức quan trọng trong lịch sử. Hội thánh bị thử thách rất nặng nề, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì trên hết mọi điều đó, cánh tay của Chúa vẫn hằng giơ ra để cứu giúp toàn thể tôi tớ, con cái Ngài trong những giờ phút nghiêm trọng nhất. Chẳng khác nào Đức Giê-hô-va đã dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập thời xưa. Họ bước đi trong sự dìu dắt của Chúa, cả đoạn đường chỉ toàn phép lạ, sự thành tín của Ngài được thể hiện từng giờ, từng phút. Do đó, dù phải gặp nhiều khó khăn, phải đối đầu với biết bao mưu kế của ma quỷ, thì chung quy hội thánh vẫn đắc thắng. Một vụ án không thành án. Câu chuyện cười ra nước mắt sau đây có thể xem như là điển hình của một trong muôn ngàn âm mưu nhằm làm lũng loạn tinh thần đoàn kết gắn bó giữa mục sư truyền đạo cùng toàn thể con cái Chúa trong hội thánh. Mục đích của hành động đó là để phá hoại công việc Chúa ngay trong những giờ phút nghiêm trọng nhất của đất nước. Đối với lịch sử giáo hội, đây là một hành động vô trách nhiệm, không thể tha thứ được của những tâm hồn vị kỷ, và đối với riêng tôi là một kỷ niệm buồn trong đời sống chức vụ. Câu chuyện được khởi đầu bằng những sự kiện sau đây. Vào khoảng tháng 3 năm 1955, chúng tôi nhận được tin tấn sĩ mục sư Van Bayla ở Sulever có gửi giúp cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số tiền là 160.000 đô. Số tiền này thoạt tiên được gửi cho mục sư Vosjan Dilu thuộc Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Sài Gòn. Nhờ chuyển cho ông D.I. Jeffrey, Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, để giao cho ông Tư Hóa Tổng Liên Hội. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lúc bấy giờ là mục sư Duy Kích Lâm. Lịch trình chuyển tiếp số tiền ấy đã được thực hiện đúng như hoạch định và không có gì đáng tiếc xảy ra. Đến tháng 9 năm 1955, Hội đồng Tổng Liên Hội nhóm lại tại Gia Định và Ban Trị sự đã phân phối số tiền ấy đồng đều cho toàn thể các chi hội miền Nam Việt Nam thể theo ý muốn của Hội Thánh Sulever Thụy Sĩ. Vấn đề vỏn vẹn chỉ có thế, nên khi phân phối xong, chúng tôi vui mừng như vừa làm xong một sứ mạng. Nhưng không ngờ, lúc bấy giờ có một tín đồ tu nghiệp ở Pháp có dịp qua Sulever, và khi về thuật lại thế nào chúng tôi không được rõ, khiến cho đôi người tín đồ đến hỏi thẳng chúng tôi, nghe nói Hội Thánh Sulever có gửi một số tiền để giúp tín đồ Bắc Việt di cư, sao không thấy Tổng Liên Hội phân phát? Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao có chuyện lạ lùng như vậy. Hồ sơ phân phối còn đó, chúng tôi có làm gì gian dối đâu. Nhưng một số tín đồ không tin, cứ lằng nặc cho rằng Hội Thánh Geneva gửi số tiền
để giúp đỡ anh em người Bắc di cư. Sau đó, một số anh em mới từ Bắc vào muốn được chia tiền nên đến hỏi ban trị sự Tổng Liên Hội. Chúng tôi liền trả lời trưng cho tất cả hội thánh Geneva có gửi 160.000 đô để giúp cho toàn thể hội thánh Tin Lành Việt Nam, chứ không phải giúp riêng cho tín đồ Bắc di cư. Số tiền ấy ban trị sự Tổng Liên Hội đã phân phối đúng theo ý muốn của người gửi tiền là tấn sĩ Van Bela rồi. Nhưng những anh em này không bằng lòng và bảo Tổng Liên Hội đã làm sai. Chúng tôi cố gắng trình bày và chứng minh đủ mọi cách, nhưng làm thế nào thì làm, anh em vẫn không chịu hiểu. Sự bất bình càng lúc càng dâng cao. Cuối cùng họ phát đơn kiện với chính quyền đòi chia số tiền đó. Thậm chí có những người quá nóng nảy, thiếu bình tĩnh đã nói những lời mất cả tình yêu thương trong Chúa. Trong số ấy có thể kể ông Nhờ đã hành động một cách mù quáng, xách dao đến nhà thờ Nguyễn Tri Phương đòi giết hội trưởng trong khi ông đang giảng khai mạc hội đồng địa hạt vào hạ tuần tháng 2 năm 1956 tại đó. Nhưng rồi hậu quả của toan tính ấy một lần nữa chứng thực quyền năng siêu việt của Chúa để bảo vệ hội thánh Ngài. Khi ông ấy cầm dao đến nhà thờ thì hội trưởng đang giảng trên tòa giảng. Ông ta đứng ngoài cửa nghe một hồi lâu rồi không hiểu sao lại quay trở về nhà, lên giường nằm ngủ. Hôm ấy Chúa cho phép ông ngủ luôn. Bà vợ đi chợ về no nấu cơm mời ông dậy dùng thì thấy ông đã chết rồi. Chắc Chúa thương ông nên tiếp về trong nước của Ngài để ông khỏi lạc lầm. Nhưng đó là một điều có bất ngờ cho bà. Khi được tin cấp báo, anh em trong hội thánh chẳng những không ghét bỏ mà còn tận tình lo mai táng ông trong tình yêu thương của Chúa. Sau vụ này, một số người vì lời xuyên tạc trên đây đã hiểu sai việc làm của Tổng Liên Hội, trở lên thức tỉnh và đặt lòng tin cậy hội thánh có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và ngôi. Tuy nhiên, đơn kiện của anh em lơi chánh quyền vẫn chưa xong. Và những người bị kiện là hội trưởng Tổng Liên Hội phải ra tòa. Trước vấn đề này, chúng tôi không biết phải làm cách nào khác hơn là cầu nguyện xin Chúa làm sáng tỏ mọi việc để cho những đám mây mù tan đi, đồng thời cũng cầu nguyện Chúa cho nhân viên công quyền có dịp biết nhiều hơn về hội thánh Ngài và cho những người lầm lạc được trở lại con đường sáng. Trong câu chuyện này, ma quỷ thật rất mưu mô và khôn khéo, dùng trăm phương nghìn cách để phá hoại công việc nhà Đức Chúa Trời. Trước ngày 1 tháng 8 năm 1956 là ngày Hội đồng Tổng Liên Hội tại Đà Nẵng khai mạc, một số người lợi dụng tín đồ xác thịt đòi chia số tiền của hội thánh Geneva trên đây, thuê 5 tờ báo hàng ngày đăng tin ông hội trưởng Tổng Liên Hội biển thủ 160.000 đô, có tờ còn đăng 1.600.000 của tín đồ di cư. Tung ra nguồn tin thất thiệt này, mục đích của họ là làm dối Hội đồng Tổng Liên Hội và phá hủy tận cùng mọi mầm mống đức tin của một số người. Chúng tôi rất đau lòng trước hành động thiếu suy nghĩ này của anh em. Sự ganh tị và ghen ghét đã làm cho họ trở nên mù quáng. Cain ngày xưa chỉ vì ghen tức Abel mà đi đến chỗ giết người. Sáng chương 4 câu 1 đến câu 16. Ma quỷ muốn dùng lời nói sai của một người để tạo nên nhiều ý nghĩ bất chánh nhằm hại chức vụ của những đầy tớ Chúa và công việc hội thánh. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, Ngài biết tất cả mọi sự và do đó Ngài có thể dùng sự ganh ghét của loài người để làm vinh hiển danh Ngài giữa hội thánh và cũng để làm sáng tỏ công việc mà các tôi tớ Ngài đã làm đối với các hội thánh bạn và chính quyền. Sự kiện trên đây giúp chúng ta có được một bài học kinh nghiệm rất quý báu. Nghe không rõ, thuật lại không đúng, suy nghĩ không chín chắn mà đã hành động thì chẳng những làm hại cho mình mà còn tổn thương đến hội thánh của Chúa nữa. B. Thông cáo của Tổng Liên Hội và các cơ quan liên hệ. Đầy đủ cho tài liệu tham khảo về vụ án không thành án này, tôi xin mạn phép chép lại nguyên văn bản thông cáo của Tổng Liên Hội gồm 3 thông cáo của những cơ quan có liên hệ đến vụ này. Thông cáo: về vụ vu khống ông hội trưởng mục sư Lê Văn Thái biển thủ số bạc
160.000 đồng do một số người vu khống mà các báo đã đăng. Chúng tôi xin nhắc lại là thanh minh cho toàn thể con cái Chúa được rõ. Số bạc 160.000 đô ấy do Hội Thánh Tin Lành Quốc tế Geneva ở Thụy Sĩ gửi đến cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua tay ông mục sư Hội Thánh người Pháp ở Sài Gòn là ông Bertrand Dilu, chuyển lại cho Hội trưởng Giáo sĩ D.I. Refray, trao qua cho ông Tư Hóa Tổng Liên Hội Mục sư Duy Cách Lâm để sử dụng theo ý muốn do bức thư của Hội Thánh Geneva gửi đến Ban Trị sự Tổng Liên Hội và theo quyết định của Hội đồng Tổng Liên Hội họp tại gia đình vào hạ tuần tháng 9 năm 1955. Tuyệt nhiên, ông Hội trưởng Mục sư Lê Văn Thái không nhận một xu nào trong số bạc nói trên. Vụ này, ông Tư Hóa Tổng Liên Hội là Mục sư Duy Kinh Lâm đã gửi bài đính chính trên các báo. Lời đính chính ấy như sau: Tôi, Mục sư Duy Kinh Lâm ở Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt, là Tư Hóa Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, gửi lời thanh minh sau đây. Xin quý báo vui lòng cho đăng tải. Tôi xin thành thật cảm ơn trước về số tiền 1.600 đô của Hội Thánh Tin Lành Cứu Tế ở Geneva, Thụy Sĩ gửi đến chúng tôi qua tay ông Mục sư Bertrand Dilu, Hội Thánh người Pháp ở Sài Gòn. Ông Dilu giao qua cho ông Giáo sĩ D.I. Refray ở Sài Gòn, rồi ông D.I. Refray giao lại cho tôi là Tư Hóa của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, phân phát ra theo ý muốn của Hội Thánh Geneva và theo quyết định của Hội đồng Tổng Liên Hội họp tại gia đình vào hạ tuần tháng 9 năm 55. Ông Hội trưởng Mục sư Lê Văn Thái không hề cầm đến một đồng bạc nào trong số ấy. Nội vụ chúng tôi đã giao cho một trạng sư ở Sài Gòn. Mọi người sẽ biết rõ sự thật. Còn ông Vũ Trân Hiền không phải là đại diện của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và ông ấy cũng không phải là tín đồ chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông Hội trưởng D.I. Refray đã gửi lời đính chính như sau đây. Tôi, Giáo sĩ D.I. Refray, Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp ở Việt Nam xin đính chính như sau đây. Số tiền 160.000 đồng của Hội Thánh Tin Lành Geneva gửi đến cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua tay ông Mục sư Dilu, Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Sài Gòn. Số tiền tôi đã nhận và trao lại cho ông Tư Hóa Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là Mục sư Duy Kích Lâm để chia ra theo ý muốn của Hội Thánh bên Geneva và theo quyết định của Hội đồng Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhóm tại gia đình vào hạ tuần tháng 9 năm 1955. Còn ông Hội trưởng Mục sư Lê Văn Thái không nhận số tiền ấy, đó chỉ là lời vu khống mà thôi. Nội vụ, chúng tôi đã trình tất cả hồ sơ cho công an đặc vụ và đã ủy thác cho một trạng sư ở Sài Gòn. Mọi người sẽ biết rõ sự thật. Đúng theo đạo luật 1881 về báo chí, xin ông cho đăng lại lời đính chính này cùng chương nhất và cùng một thứ chữ với bài báo ra ngày 24 tháng 7 năm 1956. Ông Mục sư Du Matray, đại diện Hội Thánh Tin Lành Quốc tế ở Geneva, và ông Mục sư Bertrand Dilu, Hội Thánh Tin Lành Pháp ở Sài Gòn, và gửi lời đính chính trên các báo như sau đây. Nhân danh đại diện Hội Thánh Tin Lành toàn quốc Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng bày tỏ nỗi ngạc nhiên của chúng tôi sau khi đọc bài đăng trong quý báo ngày 24 tháng 7 năm 56 về việc ông Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng Hội Tin Lành Biển Thủ Tiền Bạc, bị thưa trước biện lý cuộc. Quý báo còn quan trọng hóa vấn đề và tuyên truyền cho một việc thất thiệt hoàn toàn vu khống. Theo quyết định của Ủy ban lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Quốc tế, chúng tôi có gửi cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam số tiền là 160 đồng bạc. Số tiền này đã được sử dụng theo đề án của Ủy ban đệ trình và đã được hội nghị thông qua. Như vậy, sự kết tội và vu khống cho ông Lê Văn Thái hoàn toàn vô căn cứ và chỉ làm tổn thương đến sự hỗ tương giữa các Hội Thánh Tin Lành trên toàn cầu và nước Việt Nam.
Kính thưa ông chủ nhiệm, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông cho đăng trên quý báo mấy lời đính chính này, vào đúng chỗ mà quý báo đã đăng lời kết tội vu khống kể trên. Chúng tôi xin ông nhận nơi đây tấm lòng thành thật biết ơn của chúng tôi. C. Án lệnh miễn tố của Tòa Sơ thẩm Sài Gòn. Nội vụ trên đây đã được công lý làm cho sáng tỏ, và sau đây là bản sao nguyên văn án lệnh miễn tố của Tòa Sơ thẩm Sài Gòn ngày 30 tháng 10 năm 1956. Bản sao cấp cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa. Trích lục bản án phòng lục sự Tòa Sơ thẩm Sài Gòn án lệnh miễn tố vụ số 7568. Chúng tôi Nguyễn Huy Đẫu dự thẩm, phòng nhất Tòa Sơ thẩm Sài Gòn. Chiếu hồ sơ công tố viên kháng vô danh bị truy tố về tội sang đoạt. Chiếu án lệnh thông tri của chúng tôi ngày 4 tháng 9 1956 và quyết định lệnh án trạng của ông biện lý sở tại ngày 24 tháng 10 1956. Chiếu chỉ ông Lê Văn Thái là hội trưởng Hội Tin Lành Việt Nam, nhân có cuộc di cư đại quy mô từ Bắc vào Nam sau Geneva, ủy ban tế trợ di cư các nhà thờ tin lành trên thế giới, World Council of Churches, Division of Interchurch and Service to the Refugees tại Geneva, có tặng một món quà $4,000 cho các đồng bào Việt Nam. Số bạc đó giao cho mục sư B. Dilu, mục sư tuyên úy nhà thờ tin lành Pháp ở Việt Nam, qua ông Jeffrey, mục sư Gia Nã Đại, là người đã làm trung gian để quyên góp tiền từ Gia Nã Đại để chuyển cho ông mục sư Lê Văn Thái, là hội trưởng Hội Tin Lành Việt Nam. Chiếu chỉ một nhóm người có đạo không được chia tiền nên ganh tị, có viết thư qua Geneva hỏi hoặc tìm kiếm các nhà chức sắc tại Sài Gòn cật vấn, rồi sau chót tố cáo ông Lê Văn Thái đã biển thủ món tiền đó đáng lẽ về phần họ được hưởng. Chiếu chỉ xét ra điều này rất vô lý, tiền giúp của hội thánh này cho hội thánh khác trên thế giới, việc phân phối là do hội nhận lãnh định đoạt với sự thỏa thuận của các người tặng, chớ không phải do các cá nhân đồng đạo. Chiếu chỉ các ông Dilu, Jeffrey đều khai ra trước tòa là mọi việc đều làm hợp thức, cả đến ông Dumaturay là đại diện hội thánh phải về nước trước ngày ấn định, ra khai tại bản phòng cùng viết thư để lại quả quyết Lê Văn Thái bị vu cáo. Chiếu chỉ xét kỹ vụ này là một vụ tranh giành ảnh hưởng và chức vị trong nhà thờ, lợi dụng chính trị của một nhóm người muốn mượn tay tòa án để loại trừ những đạo hữu đương tại chức. Chiếu chỉ chính cơ quan bỏ tiền ra trợ giúp cũng đã đồng ý việc đưa tiền cho ông Lê Văn Thái và về cách sử dụng $4,000 trên. Xem thư của World Council of Churches ngày 27 tháng 6 năm 1956 của ông Uvan Baylor, Secretary Countries Outside Europe, gửi cho ông Dilus. Trong có câu "Let me assure you that we entirely agree with you giving the funds to Mr. Leventhal, and not only that, but we approve the use that is made of the fund." Chiếu chỉ như vậy xét không đủ tội chứng cứ và suy định rằng tại Sài Gòn, chợ lớn trong vòng năm 1956 vô danh đã sang đoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số bạc 160.000 đồng, nghĩ nên miễn tố vô danh về đội sang đoạt này. Bởi các nay ấy tuyên cáo miễn tố vô danh về tội sang đoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số bạc 160.000 đồng và ra lệnh tồn trữ hồ sơ vụ này tại phòng lục sự tòa sơ thẩm sở tại.
làm tại Sài Gòn ngày 30 tháng 10 1956, dự thẩm ký tên Nguyễn Huy Đậu, sao y bản chánh Sài Gòn ngày 7 tháng Giêng 1957, phi Sài Gòn ngày 7 tháng Giêng 1957, biện lý, phó biện lý.